Rồi hello mấy chị nha. Chị nào vô rồi chấm bài dùng cho Hải với, xem mình có tương tác không mấy chị. Chấm 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 tương tác dùng cho Hải một phát cho mấy chịu nha. Rồi chị nào vô rồi chấm bài giùm em ha. Tối nay nhiều hàng lắm luôn. Rồi cái gì em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em ha. Em dành tặng ra 3 set hàng ta bao cho ba chị nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại giùm cho Hải luôn. Set này em có hình rồi nha mấy chịu nha. Tương tác giùm em nè, dành cho chị nào mà chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chịu nha. Siêu đẹp luôn. Tay bồng này mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải nha. Ba set to bao dành cho ba chị nha. Ghi em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em luôn. Đẹp chưa hè? Đẹp quá trời luôn á mấy chị. Kèm đai luôn nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải nha. May mắn kèm số điện thoại dùm em ha. Ba set dành cho ba chị ha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải nè mấy chị nè. Chị nào mà vô rồi thì chấm bài tương tác dùm em ha. Chị nào chia sẻ rồi ghi dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em luôn. Ba set dành cho ba chị chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em luôn. Và hôm nay tối nay hàng tao bao rất là đẹp và rất là rẻ nha mấy chị nha. Rẻ từ trước đến nay luôn đó mấy chị. Tất cả hàng tao bao em like đều là giá là 165.000, 185.000, nhưng mà tối nay rất là rẻ nha mấy chịu nha. Siêu siêu rẻ luôn nha mấy chịu nha. Váy set cho Hải nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chia sẻ like giùm cho Hải nha mấy chịu nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết giùm cho Hải nha. Rồi tương tác giùm cho Hải luôn nha mấy chịu ơi. Này mấy chị nè, tối nay nhiều hàng đẹp lắm luôn nha mấy chịu nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm cho Hải nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. 3 set dành cho ba chị nha mấy chịu nha. Cố gắng chia sẻ like tương tác lên giùm em đi mấy chị. Cố gắng chia sẻ like tương tác giùm em, ghi em mã may mắn kèm số điện thoại. Em sẽ chốt cho ba chị chia sẻ like nhiều nhất trong like mấy chị nhá. Lên mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn đi ạ. Này là set 21. May mắn kèm số điện thoại chia sẻ like lên giúp em đi mấy chị ơi. Hiện tại mới có được 18 chị chia sẻ like cho bên em thôi. Trời ơi hôm nay nhiều chị nào chưa chia sẻ thì trả liền giúp em đi mấy chị ơi. Rồi nguyên cái set như thế nào mà bán cho mấy chị mà giá mấy chục ngàn chịu nổi không? Rồi cái gì em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha. Này mấy chị nè, nguyên set như thế này mà bán cho mấy chị có mấy chục ngàn một set thôi. Trời em nói với bạn về mấy bạn bán thanh lý mấy bạn cũng có lãi nữa, đừng nói gì Hải lấy số lượng mấy ngàn cái mới được giá này nha. Nè chị nào mà chia sẻ like nhiều thì lên mã may mắn giúp em luôn đi ạ. Đẹp quá. Chị nào chia sẻ like nhiều rồi lên mã may mắn với em luôn đi mấy chị ơi. Nguyên set luôn dễ thương lắm luôn á mấy chị. Cái liềm em may mắn kèm số điện thoại với em ạ. Rồi cái liềm em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha. Tương tác dùng cho Hải luôn mấy chị. Rồi cái liềm em mã may mắn kèm số điện thoại hôm nay nhiều hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Nhiều hàng đẹp lắm mà mấy bạn không tưởng được là giá mà siêu rẻ như thế này đâu. Bình thường hàng tao bao em phải bán giá là 165, 175 ngàn không ấy. Hôm nay là giá hơi là bị sốc luôn á mấy chị nha. Rẻ ơi là rẻ luôn ấy. Rồi ghi liềm em mã may mắn may kèm mắn số kèm số điện thoại lên giúp em luôn mấy chị ha. Rồi ghi liềm em mã may mắn kèm số điện thoại nha. Cho chị nào chia sẻ like nhiều đây. Đẹp hè. Cố gắng chia sẻ like tương tác lên giúp em. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ rồi. Chia sẻ rồi đã lên mã may mắn mấy chị ha. Còn chị nào đã chia sẻ like nhiều rồi lên mã may mắn giúp em luôn. Rồi ghi liềm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị luôn nha. May mắn kèm số điện thoại giùm cho Hải luôn. Chia sẻ like nha mấy chị nha. Chị nào vô rồi chấm bài tương tác nha mấy chị nha. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ liền dùm cho Hải nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết dùm em ha. Và mã tặng em dành cho chị nào mà chia sẻ like nhiều nha mấy chị nha. Ghi dùm em may mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải luôn. Tương tác nha mấy chị nha. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp mấy chị ơi, nhiều lắm luôn nha mấy chị nha. Phải gọi là vừa rẻ vừa đẹp nữa này mấy chị, tại vì là em ôm được rẻ thì em bán rẻ cho mấy chị nha. Rồi ghi dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi chúc mừng cho chị đầu tiên nha mấy chị nha. Chị đầu tiên chia sẻ nhiều cho Hải nè mấy chị nè. Nha mấy chị nha. Rồi em chúc mừng cho chị Tuyết Trinh.
0973 709 290 này. Rồi chúc mừng chị Tuyết Trinh 290 này chia sẻ bao nhiêu lần anh? Rồi chúc mừng chị Tuyết Trinh chia sẻ cho Hải là 45 lần nha mấy chị yêu nha. Chị Tuyết Trinh ha, chúc mừng chị Tuyết Trinh nha. Rồi tiếp nha mấy chị yêu nha, ghi giùm em mã may mắn kèm số nội giùm em luôn nha mấy chị yêu nha. May mắn kèm số nội giùm em luôn. Em nói thật mấy chị luôn, nguyên một năm này em không có hàng to bao, có nha, có nhưng mà giá rất là cao, không hề rẻ như cái lô này, nhưng mà mới chịu nha. Tất cả hàng của nó rất là xịn luôn nha mới chịu nha. Mấy bạn sĩ tranh thủ chốt nha mới chịu nha. Hàng này để dành tới Tết bán luôn đi mấy chị, tại vì hàng em về liên tục á nên là em phải like cho mấy chị. Chứ hàng này thật sự luôn mấy chị, để Tết mấy chị bán á đúng vô luôn nha mới chịu nha, vô luôn ấy nha mới chịu nha. Hàng Tết rất là cháy hàng, không có hàng đâu mấy chị. Này mấy chị nhìn hàng nè nha mấy chị yêu nha. Rồi tiếp nha mấy chị yêu nha. Rồi mã thứ hai nha mấy chị yêu nha. Rồi mã thứ hai hãy chúc mừng cho chị Thủy Nguyễn 0935251088 này, cho chị Thủy Nguyễn 088 ha. Thủy Nguyễn 088 mấy chị lưu ý, chị nào có mã tặng thì mấy chị có đơn giùm em nha mấy chị yêu nha. Không có đơn ngày mai bên em tự động hủy nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số nội giùm chạy luôn này mấy chị này. May mắn kèm số nội nha mấy chị yêu nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 550. Mới có 550 hả? Rồi ghi dùm em mã may mắn kèm số nội dùm em luôn nha mấy chị yêu nha. Chia sẻ like dùm cho Hải với mấy chị ơi. Chị nào mà không chia sẻ like đừng lên mã may mắn nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số nội dùm cho Hải nè. Mới có 500 mấy lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Bữa nay kém lượt chia sẻ lắm luôn ấy nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số nội dùm cho Hải nè. Mới có 500 mấy lượt chia sẻ thôi mấy chị nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số nội giùm em luôn. Chị nào đang xem cho Hải xin một nút tim nha mấy chị yêu nha. Cho Hải xin một nút thả like để có tương tác nha mấy chị yêu nha. Cho Hải xin một nút like nha. 180 chị đang xem cho Hải xin một nút like nha mấy chị yêu nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số nội giùm em khác đi. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số nội nha mấy chị yêu nha. May mắn kèm số nội em lên cho mấy chị cái set mở hàng luôn nha mấy chị yêu nha. Set này đúng đẹp luôn á, 55 56 cái đều may ok chạy hết nha mấy chị yêu nha. Rồi bắt đầu nha mấy chị yêu nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số nội giùm em luôn. Chị nào vô đây, chị nào mới vô chia sẻ nhiều em tặng một phát cái nào nha mấy chị yêu nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số nội giùm em luôn. Có nhiều chị tuần nào cũng được tặng hết mấy chị, thật sự luôn ấy, nên là muốn tặng cho chị nào mà chưa được tặng nha mấy chị yêu nha. Rồi chị, rồi chúc mừng cho chị Trịnh Kim 0965474085. Trịnh Kim 085 này. Rồi chúc mừng chị Trịnh Kim 085 ha. Trịnh Kim 085, Trịnh Kim 085 ha. Chúc mừng chị Trịnh Kim 085 này. Rồi bắt đầu em lên hàng nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị ha. Hôm nay mấy chị phải bấm thật là nhanh, tại vì là bữa nay rất là siêu siêu rẻ cho mấy chị luôn ấy. Nguyên cái set này em lên mã đầu tiên nha. Mấy chị nghe giá hôm nay nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị với giá là 99.000, có sỉ nha mấy chị nha. Nên là mấy chị nào sỉ thì tranh thủ nha mấy chị nha. Một nửa năm rồi mới có một lô hàng to bao giá rẻ như thế này nha mấy chị nha. Bình thường là tất cả hàng trên giá 165.000, 169.000, 200.000, 220.000. Riêng hôm nay 99.000 bán tri ăn nha mấy chị nha. Lấy tương tác nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu ghi liền em mã A1 giùm em luôn. Set yếm nha mấy chị nha. 55kg đổ lại men ok giùm em. Và mấy chị lưu ý cái hàng to bao này nè, nó cực kỳ dễ mang nha mấy chị nha. Ai mang cũng được hết nha mấy chị nha. Nó to hãy sẽ nói to, nó nhỏ hãy sẽ nói nhỏ cho mấy chị ha. Rồi cái này ghi liền em mã A1 giùm em. A1 99.000 giùm em. 99.000 form cho mấy chị 55-56kg đổ lại men ok giùm em ha. Ghi em mã A1 giùm em. Set 24 nha mấy chị nha. Mấy chị chốt nhanh giùm em. A1 99.000 giùm em. Đây là mấy chị tranh thủ chốt cho Hải nha. Ghi giùm em mã A1 giùm em mấy chị nha. 99.000 có sỉ mấy chị tranh thủ chốt đi. Em nói thật sự luôn á, chứ không phải là em nói để mấy chị mua hay là A1 99.000 hai set cho chị Mina. Rồi ghi liền em mã A1 giùm em nha mấy chị nha. 99.000 giùm cho Hải form này cho mấy chị dễ mang lắm luôn. 55-56kg đều mang ok giùm cho. A1 99.000 lên giùm em chứ chị. 24 này mấy chị có dây tăng đơ phía sau cho Hải luôn. Cái này tách riêng ra mặt cũng đẹp, mặt hai cũng được luôn nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A1 giùm em nha. 99.000 dùng cho Hải nè. Chốt nha dùm em nha mấy tình yêu nha. Ghi em mã A1 dùng cho Hải. 99.000 nha mấy chị ơi. Lên nhanh A1 99.000 chứ Thanh Hoa. Đẹp lắm, hôm nay hơi được nhiều hàng đẹp. Miner có 2 set rồi chị nha. Đúng rẻ luôn á mấy chị. A1 99.000 cho Nam Anh. Chưa bao giờ mà thấy rẻ như thế này luôn á nha mấy chị nha. Bóc hẳn luôn 2.000 cái bán. Lên mã A1 99.000 giúp em nha mấy chị nha. Thanh em Hoa có rồi chị ha. Em nghĩ trong đầu rồi mấy chị ơi. Không hết, em để tới Tết em bán nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã chưa A1 chưa gì thái ơi, để em dồn thằng em đi luôn. A1 99.000 lên giúp em cho Vi Diễm mơ. Rẻ lắm luôn á mấy chị nha, mấy chị nha, từ năm tới giờ lên
mà A1 trên 9.000 người xem và chia sẻ like tương tác lên giúp em ạ. Thanh Hoa có rồi nhá. A1 nha mấy chị. A1 trên 9.000 với Phụng không? 99.000 dùm cho ai chút em ạ. Chị nào chưa có được mã A1 này lên mã A1 với em 99.000 đi ạ. Nha, ghi giùm em mã A1 giùm em. A1 trên 9.000 cho Vy Vy Phan. Chị Thủy Nguyễn ơi, bên em like không phải bên em từ từ bên em lên mẫu gì ạ, nhiều mẫu lắm ạ. 90 nha. Còn nhiều người chốt lắm chị nhá. A1 trên 9.000 cho Ly lên. Không phải like cho một mình người chốt nha mấy chị nha, nhiều người chốt nha mấy chị nha. A1 trên 9.000 cho Phượng Tròn. Ghi em mã A1 giùm em nha mấy chị nha, 99.000 giùm em luôn. Nha mấy chị nha, mấy chị đi xem like khác người ta like một buổi. A1 99.000 giúp em ạ. 3 tiếng mà người ta like 2 mẫu rồi mấy chị, sao mấy chị? Em like rất là nhiều nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em A1 99.000 giúp em ạ. Ok chị Vy Diễm ơi nha. Giờ lấy mã A1 để lên mã A1 với em 99.000 luôn ạ. Rồi ghi liền em mã A2 giùm em. Vừa xem vừa chia sẻ like tương tác lên giúp em luôn đi mấy chị ạ. Ôi set này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái set này đợt trước là em đi, đợt trước là hàng của mình lên mà giá cao ngất lưỡng luôn nè. Đẹp chưa mấy chị? Cái này nó có quần bên trong hết rồi nha mấy chị nha. Đây là tầng này mấy chị nè. Tầng nha mấy chị nha. Rồi cái này nguyên set luôn 99.000. Hàng này mấy chị, cái áo thun của nó này mấy chị, hàng mát sườn này mấy chị nè. Mát sườn nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A2 dùng cho Hải nha. Với giá là 99.000 và đặc biệt con áo hơi bị đỉnh nha mấy chị nha. Em khẳng định mấy chị luôn, mấy chị mua cái hàng này nha. Một cái áo này mấy chị mua trên giá hay bán rồi nha. Trên giá hay bán cho mấy chị một set rồi nên mấy chị yên tâm nguyên set này, cái áo của nó nè. Mấy chị nhìn áo nè. Rồi cái này ghi liền em mã A2 dùng cho em nha mấy chị nha. Với giá là 99.000. Đâu em chỉ lên hàng tao bao thôi mấy chị ạ. Lên mã A2 cho em đi ạ. A2 dùng cho Hải nha mấy chị nha. 99.000 A1 trên 9.000 lúc nãy em chốt cho chị Hương Nguyễn 439. Con này đúng đẹp luôn á mấy chị, cái áo của nó đẹp đúng luôn á nha. Rồi cái này ghi liền em mã A2 99.000 lên giúp em đi mấy chị. Ghi liền em mã A2 giùm em nè. Trời ơi. A2 99.000 cho chị Phương Thảo. Rồi cái này ghi liền em mã A2 giùm em mấy chị, nhìn cái áo nè. Nhìn cái áo nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã A2 giùm em nè mấy chị. A2 nha mấy chị nha, 99.000 giùm em, có đúng cho mấy chị 5 set à. 5 set nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, em like hàng từ từ nha mấy chị nha. A2 99.000 lên giúp em luôn đi ạ. Rồi cái này ghi liền em mã A2 giùm em nè. 99.000 giùm cho Hải nha. Mấy chị nhìn cái áo. A2 99.000 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Rồi mấy chị nhìn cái áo này, nhìn mát sườn này mấy chị. A2 99.000 cho Phạm Diệu Quỳnh Châu. Mát sườn này em nói một cái áo này mấy chị ra ngồi mua của Hải trên giá 100 mấy rồi, em nói thật sự luôn ấy. Nha mấy chị nha. Chứ rồi cái liền mã A2 99.000 lên giúp em luôn đi mấy chị nha. Rồi cái liền em mã A2 giùm cho Hải nè. Rồi cái liền em mã A2 nha mấy chị nha. A2 99.000 lên giúp em luôn đi ạ. Rồi lên cho mấy chị xếp siêu phẩm nè mấy chị. A1 lúc nãy chị Ly Linh có rồi chị nhá. A1 lúc nãy chị Ly Linh có rồi ạ. Ôi ôi, xếp này là ngắt luôn á nha. Xếp này đăng hình rồi nha mấy chị ơi. Cô lấy hình thôi nha. Ôi ôi mấy chị ơi, 55kg đổ lại men ok dùng cho Hải. Kèm nịch luôn nha. Xịn sò vô cùng luôn. Đây, túi phía sau nè mấy chị nè. A3 dùm em 99.000, không bao giờ có nha mấy chị nha. 55kg đổ lại men ok, kèm nịch cho Hải luôn. Kim em mã A3 Hải có đúng cho mấy chị 20 set nha mấy chị nha. A3 dùm em 20 set nha mấy chị nha. Một cái quần ngố này mấy chị, kèm cho mấy chị một con sơ mi nè. Cái này là nguyên set nha mấy chị nha. Set này rất là đẹp mấy chị, đăng hình rồi nha mấy chị nha. Hàng của nó nè, nhìn hàng Hồ Hải nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã A3 dùm em. A2 lúc nãy 99 em đang like đồng giá 99 là gì thấm bùi rồi. Ghi em mã A3 dùm em 99.000 dùm em nè mấy chị nhìn nè. Nha mấy chị nha. Một cái quần sọt dùm em. A3 99.000 cho chị Bảy Tòng. Kèm đai nha mấy chị nha, nguyên set. Lên mà A3 99.000 lên giúp em ạ. Chúc em mã A3 dùm em. A3 99.000 cho chị Ngọc Phượng. Ghi em mã A3 nha mấy chị nha, 99.000 dùm cho. Cho lấy cái liền mã A3 lên giúp em 99.000 ạ. Rồi kim em mã A3 dùm cho em ha, 99.000 dùm em. Set này đẹp lắm mấy chị ơi, siêu đẹp luôn A3 nha. 99.000 lên giúp em cho chị Phương Thảo. 99.000 y như là hàng gì luôn mấy chị nha, mấy chị nha. Cho lấy cái liền mã A3 giúp em 99.000 đi ạ. Rồi set tím y như cái set màu tím lúc nãy á mấy chị, nhưng mà nó là màu xanh vỏ đậu dùm em. Size cho mấy A3 chứ 99.000 cho chị Duyên Hạnh. Giờ lấy A3 nữa lên mà A3 với em mấy chị ơi, 99.000 một set thôi. Trời ơi, xỉu luôn ấy. Mấy chị, nhìn cái áo to tay bồng. Áo to tay bồng nè mấy chị. Đẹp chưa? Rồi ghi liền em mã A4 giùm em, 99.000 giùm em ha. Cái này có xỉ đó mấy chị, lấy đi. Quá trời rẻ luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn ha. Nè, một con áo tơ màu xanh này mấy chị nè. Kèm cho mấy chị một cái yếm nè.
có dây Thunder ha, size cho mấy chị SML để mang ok cho Hải luôn. Bên này là có hút dây lên đây nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì giùm em, mã này là mã A4 dùm cho Hải. Con này không đẹp không lấy tiền mấy chế luôn ấy nha mấy chế nha. Rồi cái này ghi liền em luôn, đẹp chưa, xinh nè. Lấy mặt A4 chứ em luôn ạ. Cái set này mà không lấy nó chịu luôn. Set A4 chứ 9.000 chứ cho Mina. Rồi ghi liền em mà A4 dùm em ha, 99.000 hàng có 3 A4 99.000 cho Thấm Bù Bi. Rồi đúng đẹp luôn ấy. A4 99.000 lên giúp em mấy chị ạ. A4 99.000 cho Bảo Ngọc. Rồi cái này ghi liền em mà A4. Chị Ly lên ơi, lúc nãy A1 em có chốt cho chị rồi đó chị nha. Rồi cái này ghi liền em mà A4 mấy chị ạ. Đẹp quá mấy chị ơi. Ôi đúng đẹp luôn. A4 99.000. Mấy giờ đó chị. Đẹp quá mấy chị. Nè, tin chưa? A4 99.000 lên giúp em ạ. A3 lúc nãy 99.000 cho Tú Lan Chu. Mấy chị biết sao, cái này dưới là đuôi cá cho Hải nè mấy chị nè. Hết dây bên hông nè. Áo là áo tơ nè mấy chị. Áo tơ cho Hải nha, tơ nè. Tay phòng nè mấy chị. A4 99.000 cho Phạm Thu Hoa. Cái này liền em mà A4 nhìn trời. A4 nha. Đẹp lắm mấy chị. A4 99.000 cho Phương Thảo. Ôi rẻ quá trời luôn á, chị kéo phía sau mấy chị nhìn chắc vải nè. Rồi cái này ghi em A4 99.000 lên giúp em chứ chị anh chi. Nè mấy chị. Ôi lấy nhanh đi mấy chị. Giờ lấy A4 lên mà A4 với em 99.000 mấy chị ạ, còn vài set thôi. Rồi cái này ghi liền em mà A4 giùm em ha. 99.000 giùm em. A4 99.000 cho Ly lên. Ôi đẹp lắm mấy chị ơi, em còn đúng được có mấy set thôi. Đơn hàng này thứ 5 bên em mới gọi chốt đơn mấy chị hả? A4 99.000 cho Phụng hơn. Đẹp quá luôn nè, phải gọi là xuất sắc luôn mấy chị, nhận về mấy chị không tin đâu tại vì em bán hàng to bao hoài luôn ấy. A4 99.000 bên em còn 2 set cuối cùng ạ. Cái này free size mấy chị nha, 55 56 cái đều mang ok giùm chị. 99.000 giùm em nha, con này đúng đẹp luôn ấy. Đẹp lắm luôn nha. A4 99.000 lên giúp em còn 2 set cuối cùng thôi mấy chị nhá. Rồi tiếp lên cho mấy chị một con siêu phẩm. Lên em lên hàng Tô An thôi mấy chị ạ. Rồi cái này ghi liền em nha, hồi đâu có like quần mối gì đâu mấy chị. A4 99.000 cho Nguyễn Nhi 526. Mấy chị khác. A4 99.000 cho Hương Nguyễn hết mà A4 à. Đầm thì em chỉ đợi hàng đầm to bao em về em bán like cho mấy chị thôi. Quớ làng bơi là quớ làng bơi, 99.000 không thể tin được. Nguyễn Thị Hệ đó hàng mình đi rồi chị ơi. Rồi cái này ghi liền em nha. Nga mông lấy làm này là nga mông. Trời ơi, S có nghĩa là freestyle. 60kg đổ lại men ok dùm em. Đi liền em mã mấy anh? A5. A5 dùm em, con này không đẹp không lấy tiền nha. Chị Đào Bình ơi, đơn chị có một cái đơn hoàng đúng không chị ơi? Đơn nó vừa về gửi em phải gửi lại nha. Còn không thì bên em không chốt đơn được nữa nha chị nha. Tại vì có một đơn hoàng phí ship đi ship về hết 30.000 nữa mấy chị. Nên là em không thể bán được nữa nha. Rồi cái này ghi liền em nè. Trời ơi con này đúng xuất sắc luôn. A5 dùm cho Hải này mấy chị nè. Ghi liền A4 hết mà. Rồi chị Ngọc Tuyền ơi. Rồi cái này ghi em mà A5 dùm em nha. Trời ơi mấy chị nhìn cái đầm này mấy chị. Nhìn cái đầm dùm cho em ha. Có dây cọt này mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mà A5 nha mấy chị yêu nha. Hàng của nó đúng xịn. A5 99.000 lên giúp em chứ cho Nguyễn Thị thì Nhung hai cái. Trời ơi mấy bà bán số mấy bà không lấy cái này là sai lầm luôn đó nha. Em nói rồi đó, sai lầm thật sự luôn ấy. Tại vì hàng ba của nó rất là xịn nha mấy chị yêu nha. A5 dùm cho Hải này mấy chị nè. Ôi xịn sò xịn nét luôn đó mấy chị nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị. A5 99.000 cho Phương Thảo. Trời ơi mấy chị này nhìn cái vải này mấy chị nè. Hàng này bán sướng mấy chị à. Ơi sướng lắm. Rồi cái này ghi liền em mã nha mấy chị nha. Ghi liền em mã A5 giùm em. 99.000 lên giúp em đi mấy chị ơi. Ghi liền em mã A5 giùm em. Trời ơi bà nào mà chuẩn bị mở shop này kia lấy cái hàng A5. Này nè. Hơi bị đỉnh luôn á, em nói thật đỉnh lắm. Chưa gì Nguyễn Trang, em có hình như em có nhắn tin cái mã bio qua cho chị lúc chiều rồi mà. Rồi ghi liền em mã A5 nha mấy chị nha. chị Thắm nói tội ghê. A5 có cho Phụng hơn. Ghi liền em. Ủa nè. Rồi em lên xếp em mặc A5 nha. Chú cho Phương tròn em lên mà A5 99.000 cho em á chị ạ. A5 cho rồi em lên xếp em mặc luôn nha mấy chị. A5 chị Phương Thảo có rồi á. A5 chú gì đang thi chị là khách ghé lấy mà thôi em nói chị Trang kia à có rồi á chị Nguyễn Trang có rồi á chị. A5 chú cho Ngân Nguyễn. Rồi cái này ghi em mà A6 xếp em mặc nhưng mà nó size S nha, 50kg đổ lại mang ok dùm cho A5 lên giúp em á chị hả. Đầm màu kem mà A5 chị nào lấy cho liền mà A5 lên giúp em 99.000. Em mà A5. Rồi cái này tất em mang ha. 50kg đổ lại mang ok, hãy mang vẫn còn rộng á, hãy mang rộng nè. Nha mấy chị yêu nha. Bên trong là có quần rồi mấy chị nha. Đây nguyên một cái áo vest như thế này, nhằn chắc nha mấy chị yêu nha. Design Korea dùng cho Hải nè. 50kg đổ lại ha, chị lấy cho em mà A6 dùng cho Hải. Ghi em mà A6 ha. Rồi cái này ghi liền em mà A6 nha mấy chị yêu nha. Sao vậy? Rồi cái này ghi liền em mà A6 xếp hãy mang nha. Chèo lấy chốt em mà A6 dùm em. Cái này là nguyên cái xếp vét nha mấy chị yêu nha.
chúc em mã A6 chị. Giá Hải mặc mã A6 là giúp em 99.000 ạ. Em 99.000 dùm cho Hải nha. Được xem vừa chấm tương tán dùm cho Hải mấy chị ơi, để nó không có bị ẩn nha mấy chị ơi nha. Đây nè. Ok chị Phụng không nha, chị nào đang đẹp xem chấm tương tán chia sẻ like lên giúp em luôn đi chị ạ. Ở bên trong của nó có đệm vai nè mấy chị. À năm lúc nãy là đầm màu kem chứ chưa nghĩa Huỳnh. Đây nè mấy chị nè. Ở đây nó có đệm vai nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùm em luôn. Cứ dùm em mã này là mã A6 dùm cho. A6 nha mấy chị. A6 xếp lại mà 99.000 lên giúp em ạ. A6 size S mấy chị, 50 kg đổ lại cho Hải nha. Chào lấy cho em mà A6 dùm em, không có size nhỏ rồi mấy chị. Ô quên, không có size lớn rồi mấy chị. Ôi, không có size lớn nha. Cho em mà A6. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Ôi, đẹp lắm luôn ấy. Rồi, A4. A4 còn. Đẹp cái đầm này xinh chưa? Xinh chưa chị? Đẹp này nhìn đơn giản mà dễ thương dễ sợ luôn á. Nhìn đơn giản như thế này đây, mấy bà đi order, bà order 300 mấy ngàn đây. Nè, đúng dễ thương luôn ấy. Nè mấy chị nè, thương quá luôn nè. Tay bồng nè mấy chị. A6 cho chị đồ đồ. Trời ơi, A7 dùm em, con này không đẹp, không lấy tiền nha. Nhìn nè, A7 dùm cho Hải nha. Nhìn nè mấy chị, cái tay mát của nó hay bút ra rồi á. Đây nè, rồi cái này chị lấy chốt đi dùm em ha. Ghi liềm em là sao mấy? A7. Rồi ghi liềm em mã A7 dùm cho Hải nha. Với giá là 99.000, cái này bán tặng cho mấy chị á, đồng giá 99.000 á. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liềm em mã A7 dùm cho Hải nè, full Barbido nó mấy chị nè. Cho mấy chị nè. Đó, có cái tay bồng nha mấy chị yêu nha. Này em có được 5 con. A7 99.000 lên giúp em mã A7 này đầm cho mấy xác mấy chị nha. Đầm nha, nó tặng kèm mấy chị cái này là cái gì? A7 2 set chứ gì? A7 2 con cho Mina. Cái này ghi liềm em mã A7 dùm cho. Được 2 set à. Được chưa? Được A7 cho 9.000 lên giúp em ạ. A7 với Phạm Diệu Quỳnh Châu. Tặng kèm nha, ghi liềm em mã A7 dùm đi. Chờ nó chứ liền mã A7 lên giúp em đi mấy chị ơi, 99.000 mấy chị ạ. Ghi liềm em mã A7 nha mấy chị ơi nha. A7 dùm cho 99.000. Mờ mấy chị, đâu có mờ đâu đấy không? Mờ không? Lên mã A7 cho 9.000 lên giúp em luôn mấy chị ạ. A7 cho chị vô luôn. Rồi cái này là cái yếm quần này mấy chị. Không phải cái yếm. A7 cho chị lên trần. Trời ơi. Hết mã A7 ạ. Rồi cái này ghi liềm em mã A8 dùm em nè. Một con áo phông này mấy chị. Kèm cho mấy chị một cái đầm bên trong nè. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này có size M này mấy chị. Size M dùm cho Hải nha. Nguyên một con yếm nè. Cái này bỏ vô cho mấy chị xem ha. Rồi cái này chị lấy thì chốt thì dùm em nè mấy chị. Ghi liềm em mã này mã A9 dùm em. Con này dễ thương lắm luôn ấy. Này đứa nào hãy về em mặc lên cho mấy chị xem không ạ. Chị bỏ vô chị. Bỏ vô thôi. Còn cái này y như vậy luôn mà màu tím dùm em nè mấy chị. Còn cái này ghi liềm em mã A8 dùm em. Còn ghi liềm em mã A8 dùm em được có mấy con à. Chấm mấy con đó luôn nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà màu tím. Tay là tay bồng luôn cho Hải luôn nè. Còn cái này ghi liềm em mấy chị. Đây nè cho móc lên chị đi. Rồi ghi liềm em mã này là mã A8 dùm em nè mấy chị. A8 dùm cho Hải nha. A8 là Hải cũng có cho mấy chị được 2 con, 5 con thôi mấy chị. Đây nè, kèm dây nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liềm A8 2 con cho Mina. A8 nha mấy chị yêu nha. Chốt em mã A8. Lên là A8 giúp em 99.000 ạ. Đây mấy chị. Nó giống con A7 màu xanh lúc nãy mấy chị ha. Nè, xinh chưa? Dễ thương nè. Cọt lên rồi mới thấy dễ thương luôn đó mấy chị. Đẹp lắm đúng không? A8 99.000 cho quyền. Rồi cái này ghi liềm em mã A9 dùm em mấy chị. A9 99.000, sai em mồ dùm em. A8 99.000 cho Duyên Hạnh. Này cái này bỏ vô mới thấy đẹp luôn ấy. A9 dùm em ha. Nó có kéo phía sau dùm em, còn đây nè mấy chị. Nha, chị nào lấy thì chốt em mã A9 dùm em. A9 cho mấy chị. Tâm tím A8 99.000 cho Phạm Diệu Quỳnh Châu. Ôi đúng dữ luôn luôn ấy. 99.000 mấy chị ơi, mặt trắng là thanh lý cũng ok luôn ấy. Và cái này chị nào lấy thì chốt em mã A9 dùm em. Hết mã A8 lên mã A9 giúp em ạ. Em mã A9 dùm cho Hải nha. Chốt em mã A9 dùm em nè. Xinh lắm mấy chị ơi. Con này là siêu cưng đó. Người xem vừa chia sẻ like tương tác lên giúp em luôn đi mấy chị ơi. Em mã A9 dùm em nha mấy chị ơi nha. Chốt em mã A9 với giá là 99.000 dùm em. A9 nha mấy chị ơi nha, 99.000. Hồi nãy mình có like màu vàng đúng không? Like màu gì? A9 99.000 lên giúp em hết là 8 rồi. Mã A9 dùm em ha. Này bán giá cao mấy chị ơi, bán như thế này là chết luôn đó nha. Rồi ghi giùm em mã A10 giùm em nè. A10 nha mấy chị yêu nha. Con này là hàng to ba của nhà Hải luôn nha mấy chị yêu nha. Con này lên form rất là đẹp luôn nè. Size của nó size S nhưng mà mấy chị 55kg mang vừa dùm cho Hải nha. Rồi ghi liềm em mã này là mã A10 giùm em nè. A10 nha mấy chị yêu nha. Kèm khuy của nó này mấy chị.
Form này cho mấy chị nào mà 55kg đổ lại em ok dùm em. Cái này mình mặc lên nè mấy chị. Lúc mặc lên nó vô form như thế này nè. Nha mấy chị hiểu nha. Nhìn cái bọc hàng này mấy chị. Em có đúng cho mấy chị được 10 con ha. Giờ lấy thì chốt liền em mã A10 dùm em. Ghim em mã A10 dùm em nha mấy chị hiểu nha. 99.000 đây nè mấy chị. A10 dùm cho em nha mấy chị hiểu nha. Còn chị Nguyễn Thanh Ngọc nha. Size S nhưng mà form 55kg đổ lại em ok. Nha mấy chị hiểu nha. Ghi dùm em mã A10 dùm em. A10 nha mấy chị hiểu nha. Chốt em mã A10 dùm em. 99.000 dùm cho em. A10 99.000 cho Quyền Quyền. Vào lấy xé lại mặt lên, mở xé lại mặt giúp em 99.000 luôn. Ghi em mã A10 99.000. Bao rẻ luôn đó mấy chị ơi. A10 99.000 cho Phương Thảo. Vì mấy bạn nhận hàng, mấy bạn thấy cái túi này mấy bạn cũng thấy ấm lòng luôn. Tại vì nó rất là đẹp. Đẹp lắm. A10 99.000 cho chị ạ. Trăm Lemon. A10 99.000 cho Tình Lê. Rồi A11 siêu phẩm dùm em. A10 99.000 cho Thấm Bubi. Đây. Con này không đẹp. A10 99.000 cho Yến Nhi. Con này là kèm đai nha mấy chị hiểu nha. Kèm đai, con này em bóp hình. A10 99.000 cho Nabi. Phương Thảo có rồi chị nha. A10 99.000 cho Phạm Trang. A10 99.000 cho Lê Rốt. A11 dùm cho mấy chị ơi. Con A11 này mặc lên. A10 99.000 cho chị ạ. Bên em còn một con Phạm Trang có rồi chị nha. Bên em còn một con A10 nữa chị nào lấy chút liền mã A10 lên giúp em 99.000 luôn ạ. Cái này ghi liền em mã A11. Mấy chị thấy cái khuy của nó đẹp không? Nha mấy chị hiểu nha. Rồi ghi liền em mã A11 dùm cho Hải nha. Với giá là 99.000 dùm em. Kèm đai vô nha mấy chị hiểu nha. Rồi ghi liền em mã A11. A11 99.000 cho em xếp Hải mang là xé đó chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mã A11 dùm em ha. A11 chứ cho Nguyễn An đi. Ghi em mã A11 dùm cho Hải nha. A11 dùm em, 99.000 dùm em. A11 lên giúp em 99.000 ạ. Ghi em mã A11 cho Duyên Hạnh. Ghi em mã A11 nha, con này mặc VIP A11 cho Hoài Thương. Con này mặc lên VIP lắm mấy chị. Em mã A11 cái này có này. A11 cho Phụng Hân. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A11 99.000 cho Nga Mông. Wow. Xe mặt 99.000 cho Tuyết Nhi. Con này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Danh dự luôn nha mấy chị yêu nha. Không nói điêu mấy chị luôn. Con này mấy chị cứ mua của Hải xong nha. Lên sợp đi mấy chị ơi. Phải hàng 300 mấy ngàn hay không nha. A12 dùm cho em. Rồi cái này ghi em mã A12 A11 cũng là cho Y Vi Nguyễn. A12 dùm em, 99.000 dùm em. Con này không đẹp, không lấy tiền mới chế luôn nha. Em nói thật sự luôn. 55kg đổ lại em ok dùm em. A11 cho Phương Thảo. Con này đúng đẹp luôn nha mấy chị nha. Con này là A11 cho Kim Lý Trần Thị. Rồi con này đúng xinh luôn, đẹp quá mấy chị ơi. A11 cho Mỹ Vân. Đó, nó có cái đai mấy chị cọt qua nè. Xinh lắm luôn á mấy chị. Kim em mà A12 dùm em, con này đẹp lắm mấy chị. Giờ lấy A12 thôi mà A12 giúp em chị ạ. Chị nào mà ghi mấy cái hàng to bao này lấy liền. A12 cho 100 Lemon. Nha, giờ lấy chút em mà A12 dùm em. Đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Kim em mà A12 dùm em ha. A12 dùm em, bạn nào mà thích mấy cái hàng này lấy nhanh đi mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mà A12 dùm em ha. Với giá là 99.000 dùm em. Kim em mã A12 còn nha chị Thảo Quyên ơi, nhưng mà hãy chưa có like được nha. Hãy chưa có like chứ hãy mới like nha mấy chị yêu nha. Còn cái liềm em mã A12 giùm em. Lên mã A12 chú 99.000 giùm em đi ạ. A12 99.000 cho Mina. Kim em mã A12 nè, siêu phẩm nè. Rất nắp luôn ấy mà bán 99.000 mấy chị cứ nghĩ đi mấy chị. Mấy chị ơi, ở đâu mà bán được. A12 giúp 99.000 cho Diệp Phan Trương. Nên là mấy chị mua hàng nhà Hải, mấy chị nhớ nghe máy dùm cho Hải nha. Bán siêu rẻ A12 cho Tiểu Vi Dương. Nha. Bán siêu rẻ cho mấy chị luôn á. Nên là mấy chị nhớ nghe máy nha mấy chị nha. Nhất là mấy chị nào khách mới á, mới mua lần đầu á, nha mấy chị nha. Cố gắng nghe máy dùm cho Hải nha. Đừng A12 cho Huỳnh Thị Thu Yên. 55kg đổi lại nè. Xây mờ nhưng mà 55kg đổi lại nha. Kim em mã A13 dùm em. Với giá là 99.000. Kim em mã A13 99.000 dùm em. Trời ơi, này, cái váy này đẹp quá luôn mấy chị, không nổi luôn ấy trời. Đẹp quá mấy chị ơi, mua để dành Tết. A12 99.000 cho Ngọc Tuyền. A13 giùm em. Ôi, không tưởng tượng nổi bán 99.000 luôn mấy chị.
Em thật với chị luôn, em không tưởng tượng là em bán cho mấy chị 99 ngàn con này luôn á. A13 lên giúp em 99 ngàn luôn mấy chị ha. Cố gắng vừa xem vừa chia sẻ like tương tác lên giúp em luôn đi mấy chị ạ. A13 cho Dương Nguyễn ăn đi. Em thật luôn á, em tưởng tượng nổi luôn á mấy chị nha. A13 với Hoàng Diệu Quỳnh Châu. Ghim em mà A13 giùm em ha. A13 giùm em 99 ngàn giùm em nè. Ôi, nó thật phiệu luôn á mấy chị. A13 cho Dương Phương Thảo. Không đâu mà rẻ như vậy đâu mấy chị, em đảm bảo mấy chị luôn á. A13 cho Trâm Lê Minh. Rồi ghi liền em mà A13 giùm em luôn mấy chị ơi. A13 cho An Đoàn. Đẹp quá mấy chị ơi. Xinh xỉu luôn á mà vải của nó. A13 cho Phụng Hôn. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Chốt liền em mà A13. A13 cho Nguyễn Xuân Huy Hiền. Rồi tiếp nha mấy chị nha. A13 cho Phạm Trang. Đây siêu phẩm. A13 lên giúp em mấy chị ạ. Cái này em còn này. Tôi bị hồng còn không mấy chị mấy con. Ok còn một con duy nhất á, chị Loan hồi nên cho chị một con 99 ngàn. Ôi mấy chị ơi còn cục này nữa cho chị học chưa chốt được nha. A14 giùm em, chị nào mà chưa chốt được thì bấm nhanh nha. Đúng cho mấy chị được 10 con cuối cùng luôn. Ở đâu dưới này mấy chị nè. A14 giùm em. A13 Phụng Hân có rồi, Phạm Trang có rồi, chị nào cũng có hết rồi. Ôi đúng đẹp luôn. Bên em bạn xem bình thường mà chị ơi, mấy chị ơi, mấy em đang xem bình thường mà. Mấy chị mà. Ơi, xem bình thường không mấy chị ơi, hú em một cái với nè, một con áo tơ nè. Một con áo tơ nha, kèm cho mấy chị một cái yếm thunder này, màu tím nè. Trời ơi. Là bà con hơi bị mờ rồi mấy chị, chuyển qua 4G thì mấy chị ơi. Ngắt cái này luôn ấy nha. Chị lấy cho em mặc A14 giùm em đúng cho mấy chị. Không, A14 giùm em nha, chị nào lấy cho em mặc A14 giùm cho Hải, đúng đẹp cái set này luôn ấy. Nha, em còn đúng 10 con duy nhất luôn ấy. Em bị sốt ở dưới chứ hết rồi mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. A14 dùm cho Hải mấy chị ơi nha mấy chị nha. Ghi liền em mà A14 dùm cho Hải với giá là 99 ngàn. Đúng đẹp luôn nha. Set 21 và 99 ngàn. Hàng tao bao nha, em bắt đi nhắc lại rồi mấy chị nha. Hàng tao bao, chị nào xem của Hải 3 năm trời chưa bao giờ em bán một cái đầm tao bao nào 99 ngàn. Khẳng định mấy chị luôn nha mấy chị nha. Rồi chào lấy thì chốt liền em mà A14 dùm em nha mấy chị nha. Ghi liền em mặc A14 dùm chạy 99 ngàn nha mấy chịu nha. Chúc em A14 cho Phạm Diệu Quỳnh Châu. Có rõ luôn mấy chị, dạ là do mạng á. Rồi ghi liền em mặc A14 dùm chạy nè 99 ngàn nha, chào lấy chúc em mặc A14. Xúc sắc lắm luôn á mấy chị. Thể con này đúng đẹp luôn á. Đẹp lắm, đáng đồng tiền lắm luôn. Rồi ghi liền em mặc A14 dùm em mấy chị. A14 nha mấy chịu nha 99 ngàn dùm chạy. Chúc em mặc A14 dùm em. Đẹp quá luôn, vài màu đẹp không. A14 ai xét cho Quyền Quyền. Lớp mà A14 với em 99 ngàn mấy chị nhỉ. Quá trời đẹp luôn. Dạ bầu mang được đó chị. Bầu mang được nha. A14 với Trâm Võ. Ê nó này nhức nách đi chị. Cái quần của nó viết chỉ sợ. Trời ơi cái quần nó viết gì đâu luôn ấy. A14 cho chị ạ. Đó mà A14 với em, A14 cho Hoàng Đào. Nhìn hộ em với mấy chị. A14 cho Bảo Trân Nguyễn. Size XL nha. Chị nào chưa nghe bên em được tên thì cứ lên mã nha mấy chị ạ. A14 cho Trâm Lê Minh. 56, 55kg, 54, 53kg. A14 cho Bảo Ngọc. Chị nào mặc lỡ trên lời thì chốt con nào cho Hải nha. A14 cho Nami. Trời ơi mấy chị nhìn cái quần này nè em ngắt thiệt luôn á mấy chị. Quần giá em. 4 em chốt lên cho em A14 cho Giang Duy. Thì mấy chị nè. A15 giùm em ha. Chốt em mà A15 giùm cho Hải mấy chị. 99 ngàn em ngắt cái set này luôn á mấy chị. Nha mấy chị nha. Nhìn cái quần nè. Trời ơi nhìn cái áo. Thôi mà A14 lên mà A15 nha mấy chị. A15 giùm em mấy chị ơi. Kim em mà A15 nha mấy chị yêu nha. A15 giùm cho Hải này. A15 em chốt cho chị Hằng Hằng. Nè mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mà A15 giùm em nè. Ghim em mà A15 giùm em ha. 99 ngàn. Quá trời rẻ luôn ấy. Rẻ lắm. A15 em chốt cho Nguyễn Ngôn. Đơn hàng này thứ 5 bên em mới gọi chốt đơn mấy chị nhá. Rồi ghi liền em mà A15. A15 lên chứ em 99 ngàn ạ. Ghim em mà A15 nha mấy chị luôn nha. A15 giùm nha. Ủa chút chút quá luôn ấy. A15 chứ Phương Thảo. Mấy chị bỏ ra 19. À 99 ngàn mấy chị đáng đồng tiền bắt gạo luôn á. Rồi em lên cho mấy chị một. Lên mà A15 giúp em ạ. Nguyễn Ân 152 có mà A15 rồi nha. Chị Hằng Hằng có A15 rồi. A15 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. A15 cho Quyền Quyền. Sao chị mặc 99 ngàn đó em. Giờ lấy A15 rồi mà A15 với em mà A15 cho Sinh Nguyễn. Đẹp chưa mấy chị, 99 ngàn nè.
Rồi cái này chốt nhanh dùm em mà A16 dùm em. A15 với Dung Nguyễn. Trời mấy chị ơi, màu xanh này hot chưa mấy chị nè. Cái này đâu có thể đâu mà chốt chị S sao chốt. Rồi cái này ghi liền em luôn ha mấy chị yêu nha. Chị Sinh Nguyễn ơi, cái này bên em đâu có là xe S đâu mà chốt S rồi em không có chốt được chị nha. A15 với Kim Lý Trần Thị. Được chưa? A16 dùm cho Hải 99 nè. Ôi mấy chị ơi, em khoác đầm tao bao lắm rồi đó mấy chị. 55kg đổ lại. A15 em còn 2 con, nhìn nhất nào lấy cái bình kia em ạ. Rồi ghi liền em mà A16 dùm cho Hải nha. A16 xanh này mấy chị nè. Ôi mấy chị nhìn cái vải của nó nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Bo đây cho Hải nè. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mà A16 dùm em. A16 nha, em có đúng cho mấy chị được 5 con duy nhất A18 này mấy chị nhìn nha mấy chị yêu nha. Bộ ấy mà 100, ông mình 99 ngàn mấy chị nha. Ghim em mà A16, bộ ấy mặc là 99 ngàn mấy chị. A16 lên giúp em 99 ngàn luôn à. Ghim em mà A16 dùm em ha, 99 ngàn dùm cho Hải. Bộ ấy mặc là 99 ngàn đồng giá luôn đó mấy chị ơi. Bán, không có lãi luôn đó. Đúng rồi chị Y Vi Nguyễn. Là màu hồng mấy chị ơi. Ghim em mà A16 dùm em. A16 cho Phương Thảo. Đó. Thôi có vài con thôi lên mà A16 cho em ạ. Em đi té này mấy chị ơi nha. Trời em biết bán. Đúng anh Hà cái mới mà kèm số điện thoại lên với em luôn mấy chị. A16 cho Phụng Hơn. Em biết em bán kiểu gì á mấy chị. Đúng anh Hà lấy bộ mà cái chốt mã bộ mà kèm số điện thoại với em luôn chị ạ. Vậy rồi sao mấy chị ơi, A17 giùm em. Rồi cái này ghi em mã A17, con này không chốt đi thôi mấy chị nha. Thật luôn là đừng hỏi vì sao mãi không về tao bao cho mấy chị. Phone Barbidol này mấy chị nè. Con này là phone Barbidol giùm em nè. A17 lên giùm em luôn mấy chị ạ. Rồi, thật sự luôn cái con này đúng đẹp luôn. Rồi ghi liền em mã A17 giùm em thôi. Coi dưới các bạn chị. Hay là có mấy con nữa. Rồi ghi liền em mã A17 giùm em. A17 chốt cho Mina. Rồi ghi liền em mã A17 nha. A17 chốt cho Hằng Hằng. Rồi, con A17 này đúng đẹp luôn nha. Đẹp lắm chứ sao này mấy chị. Lên mã A17 giùm em mấy chị nhá. Đẹp quá đi. A17 giùm em ha, chờ lấy chốt em mà A17 giùm em. A17 cho Mai Trinh. Rồi ghi liền em mà A17 giùm cho Hải nè mấy chị ơi. Lâu lắm rồi mới có tao bao. Tao bao mà rẻ như thế này, rẻ mà gọi như là rẻ như cho luôn á. Lên mà A17 cho 99 ngàn giùm em ạ. 99 ngàn. A15 lên chỉ có 99 ngàn giùm em. A15 đối bên em chỉ có xe reo thôi chị nhá. Rồi ghi em mà A17 cho Thư Anh. Ghi em mà A17 giùm em ha, 99 ngàn giùm em nè. A17 cho chơi chị Tứ Lê Nặng. Lên mà A17 với em luôn đi mấy chị ơi, 99 ngàn thôi à. Kim em mà A17. A17 cho Ly Linh. Mai Trinh có rồi chị nhá. A17 với em còn một con cuối cùng thôi à. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. A17 còn một con cuối cùng chị nào lấy chút liền với em luôn đi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mà A18 dùm em. Sai cho mấy chị 55kg đổ lại A18 dùm cho. Con này đẹp quá là luôn, đẹp lắm mấy chị. Đây nè. Mấy chị mặc lên mấy chị còn cái style rồi nè. Nó lên con váy nó rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị yêu nha. Cái này mặc lên cánh vậy nhìn là ghiền liền đó mấy chị. A17 Ly Linh có rồi chị ha. Cái này ghi liền em mà A18 giùm em. A18 giùm em ha. Chốt liền em mà A18. 99 ngàn lên mà A18 cho em luôn à. A18 nha mấy chị yêu nha. Chốt liền em mà A18 99 ngàn cho Phượng Trần 199. Ghi em mà A18. A18 cho Trang Thu. Ghi em mà A18. Lên mà A18 99 ngàn cho em mấy chị ha. Rồi con này mấy chị này. Con này xinh lắm luôn. A18 cho đồng nữ Thu Huyền. Đơn hàng này thứ năm bên em mới gọi chốt đơn mấy chị khách mới lưu ý nghe máy với em ạ. A18 cho Lê My. Hết mà A18 ạ. Chị lấy con này đi mấy chị. Em mấy chị biết không? Cái tay của nó này là tay bồn á. Lúc nào á mấy chị hàng mà nó may một cái lớp bên trong như thế này nè là chắc chắn nó sẽ làm cho mình một cái tay nó rất là bồng, mặc lên nó rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Nó không phải là tay thường đâu, nó bồng cái vai của mình lên nè. Nhìn cái áp cái đầm của nó rất là đẹp nha. A mấy anh? A17 lúc nãy chốt như là 19. Rồi cái này ghi em mà A19 giùm em ha. A17 lúc nãy đầm màu tím chốt chị Như ý 471 ha. Nha mấy chị yêu nha, full Barbidol giùm cho Hải nè. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mã này mấy chị. A19 giùm cho Hải nha. 99 ngàn giùm em, đẹp lắm luôn nha. Nè, xinh chưa? Ghi liền em ha, màu xanh quả. A19 lên giúp em chốt cho chị Trang Thu. Rồi ghi liền em mã A19 giùm em ha. Chốt em mã A19 giùm em. A19 giùm em ha, 99 ngàn màu xanh vỏ đậu đang rất là hot luôn á mấy chị. Hot lắm luôn ấy, màu xanh vỏ đậu. Ok Nguyên Di nha, 99. Mấy chị có bị viền màu xanh okay, vỏ đậu không? Ok Nguyên Di nha. Em viền lắm luôn á. Rồi cái này ghi liền em mã A19 giùm em mấy chị. Ghi em mã A19 giùm em ha, 99 ngàn giùm em.
A19 cho Hải nha, 99 ngàn cái tay của nó bồng lên rất là đẹp luôn mấy chị. A19 trang thu có rồi hết mà A18 rồi mấy chị, A19 với 100 vỏ. Có video dùm cho Hải nha. Rồi cái này A19 thì phạm gì Quỳnh Châu. Ghi em mà A19 dùm nha. Ghi em mà A19, bà nào thích mấy cái hàng này lấy liền đi. Ồ, A19 lên giúp em ạ. 99 đúng rồi chị Trang Thu. Ủa, A19 chú trời Yến Trần. Siêu rẻ luôn á nha. Ghi em mà A19 dùm em. Lên mà A19 lên giúp em 99 ngàn mấy chị ạ. Còn vài con thôi chú liền giúp em nha. Siêu đẹp luôn á. Nha mấy chị nha. Ghi em mà A19 dùm em nè. Nút của nó mấy chị nhìn nè. Hàng to bao nha mấy chị nha. Tay bồng kèm cho mấy chị cái này luôn nha. Chị Tâm Võ ở Khánh mới chọn nhiều thì cọp với em 200 ngàn mà tài khoản rồi chọn thêm chị nha. Cái này ghi liền em mà A19 dùm cho Hải nha. A19 mấy chị. Chốt em mà A19 nha mấy tình yêu. Giờ lấy là mà A19 lên giúp em mấy chị ơi. Chốt em mà A19 ha. Rồi em lên cho mấy chị cái set này đi. A19 là cái gì Mina? Rồi ghi em mà A19 dùm cho Hải mấy chị. Giờ lấy liền mà A19 lên giúp em 99 ngàn còn vài con thôi. Tiếp theo mấy chị nha. Nè bị ghiền cái con áo này nè mấy chị. Bị ghiền cái con áo này nè. Nè. Bị ghiền con áo này mấy chị nè. Nha mấy chị nha. Mắt thường này. Đó mấy chị thấy không? Nha mấy chị nha. Đây. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Rồi cái này chốt nhanh giùm em nha mấy chị nha. Nguyên set này luôn. Hãy bán cho mấy chị 99 ngàn. A20 dùm em, nguyên cái chân váy nha mấy chị nha. Chân váy tầng và không biết gì á, chân váy này thì mấy chị không biết rồi, ra ngồi mua 130 ngàn là chuyện bình thường đúng không? Riêng con áo này thì em ghiền quá luôn, tại vì em rất là thích mặc mấy cái áo mà như thế này nha. Lên nó điệu lắm mấy chị, mà nó rất là đẹp nha. Nguyên set luôn, set hãy mặc 99 ngàn. Set mặc 99 ngàn cho chơi đúng tròn. Ghi em mặc A21 ha. A20 dùm em ha. Chốt em mà A20 dùm em nguyên set luôn nè mấy chị, đẹp lắm luôn. Mấy chị biết một cái áo mắt tường là nó xịn cỡ nào đó. Nhưng mấy chị nha, bằng mình đi mua cả hàng A20 99 ngàn cho Trang Duy. Mấy chị yên tâm nha, nguyên cái set này A20 99 ngàn cho Mina. Đã giá rất là cao rồi, đừng nói gì là mua nguyên cái set mấy chị. Nhưng mấy chị nha. A20 99 ngàn cho Lương Bích Hoa. A20 dùm em. Chốt em mà A20 mà cái chân váy của nó rất là đơn hàng này thứ 5 bên em mới gọi chốt đơn á mấy chị, có lưu ý với em ạ. Chân váy của nó đẹp lắm luôn nha. Trời A20 cho 9 ngàn là giúp em luôn chị ơi. Em mà A20 dùm em, áo đẹp lắm mấy chị. Siêu đẹp luôn á. Đây nè, nha mấy chị nha. Chân váy là tầng cho Hải nè. Nha mấy chị. A20 cho bé tí. Đi liền em mà A20 dùm em hai mấy chị nha. Xếp gì Hải. Rồi ghi liền em mà A20 dùm em nè. Rồi áo mắt trường mấy chị yên tâm. Áo mắt trường hơi bị xịn luôn á. Nói xếp nè. Bóng giá bên chị. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Chốt liền em mà A20 dùm em mấy chị. A20 dùm em ha, 99 ngàn dùm em. Đẹp lắm, cái này đúng đẹp. Sơ Hải mặc chơi cho quyền quyền. Rồi nên cho mấy chị một cái gì đây. Cái gì một con vàng đi, nãy giờ lên. Để lên cho mấy chị con này. Cái tăng mấy chị. 20 cho Tuyết Nhi. Đẹp chưa mấy chị? Đẹp chưa? Mấy cái đầm ngắn ngắn này mặc xinh lắm luôn á. Hàng to bao mấy chị, bình thường là như vậy không á. Rồi cái này ghi liền em ha. Rồi vừa lụa. Chị like dần hết rồi em còn ít lắm luôn á. Còn ít mà. Chị cứ like like nha. Đẹp chưa mấy chị? Ôi. 20 cho Phương Thảo. 20 cho Phượng Lê 710. Nhức nắp luôn mấy chị ơi. A21 dùm em. Chúc em mà A21 dùm chờ. Ghi em mà A21 cho Hải nha. Rồi ghi em mà A21. Đẹp quá luôn, xuất sắc luôn đấy. Đẹp lắm. 20 lúc nãy cho Kim Anh. Ghi em mà A21 dùm em. Con làm này đẹp quá luôn. Có 10 con thôi mấy chị thôi, không có nhiều. Ghi em mà A21 99 ngàn lên giúp em luôn. Ghi liền em mà A21 A21 cho Thục Châu. A20 Kim Anh có rồi nha. Ghi em mà A21 dùm em ha, 99 ngàn dùm em. Dễ thương lắm luôn á. Xinh lắm luôn. Rồi ghi liền em mà A21 dùm em. A21 cho Kim. A21 cho Loan Huỳnh. Lên mà A21 ghi em đi mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mà A21 dùm em ha. Mấy chị
Con này đúng là phải về nhiều mấy chị này, tại vì nó bị ai mém được. Bà nào có con gái mua cho con gái cũng dễ thương nè. Chị nào có con gái mua cho con gái cũng dễ thương luôn ấy. Đảm bảo 21 cho ba Ly Nguyễn. Đảm bảo là siêu thích nha mấy chị nha, siêu thích luôn ấy. 21 cho Ngô Thảo Nguyên. 21 cho Lê My. 22 dùm em này, siêu thích luôn nha. 21 cho Lê Mỹ Độ. Đẹp không mấy chị nha, em mà A22 dùm em. 21 Loan Huỳnh có rồi, Kim Anh có A20 rồi. 21 cho Nam Anh. Cái gì nè, A22 dùm em, đẹp quá luôn ấy nè. Tay bồng nè mấy chị, tay bồng nha mấy chị nha. Kim em mà A22 dùm em, đẹp lắm, siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Form A21 cho chị Thi 045. Kiểu như là form Barbidol mấy chị nha, xinh xinh lắm luôn á mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mà A22 dùm em, 99.000 dùm em. 21 cho Thảo Ni. Xinh quá luôn á. Này, A22 dùm cho em nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mà A22 dùm chạy, với giá là 99.000 dùm em ha. Chúc em mà A22 99.000 dùm em. Ghi em mà A22. Nam Anh có A21 rồi hả? Chị nào lấy chốt liền mà A22 dùm em ha, 99.000 dùm em. Cho chị để cái cục mấy cục cam nữa đi. Mấy chị thích màu màu xanh ổn chúa này, cái mặt hình đẹp lắm luôn á, năm nay hơi bị hốt luôn á mấy chị. Cho kim em mà A22 dùm cho em. A22 với Nabi. Chúc em mà A22. A21 còn. Thi có A21 rồi chị nhá. Thi mỗi lần. Không thấy gì à? Giờ lấy A22 là màu vàng lên mà A22 với em 99.000 mới chị nhá. Mấy chị nè, xin chưa? Chưa gì lấy rốt rồi. Rồi cái này ghi liền em mà A23 dùm em này. Chúc em mà A23 dùm trái. Hãy có trong cái gì được mấy con A23 nè. Con này đẹp mấy chị nè, form của nó. Bữa nay em về toàn mấy chị mấy cái hàng mà không phải là form dài thực được nha mấy chị nha. Form này là vừa tầm để mấy bạn hay may mà kiểu mà năm nay nó đang hot cái vụ mà Barbidol mà mang thiết cơ này kia mấy chị nè nha mấy chị nha. Nên rất là hot luôn, hãy về cho mấy chị toàn mấy mẫu này không ấy. Mà rất là xinh nha, rất là xinh luôn ấy nha mấy chị. Dễ mang vô cùng luôn, cái này mấy chị mang phối với cái gì nó cũng đẹp hết nha mấy chị nha. Ghi liền em mà A23 dùm em, màu xanh vỏ đậu dùm em nha mấy chị nha. Chứ em mà A23 hãy bán cho mấy chị giá siêu rẻ luôn ấy, rẻ nhất có thể luôn nha mấy chị nha, không đâu rẻ bằng luôn ấy. Ghi liền em mà A23 dùm em ha. Không còn. Ghi em mà A23 dùm em. Chị Bích Vy, chị Bích Vy ơi, tại vì cái đơn trước mình chưa nhận được á, chị ở xa á. Đơn này muốn chọn thêm thì cọc với em 200.000 vào tài khoản là chọn gì nhá. Rồi ghi liền em mà A23. Tại vì đơn này của mình cũng nhiều rồi chị ạ. A23 cho Tiến Trinh. A23 dùm cho Hải nha. A23 cho Loan Huỳnh. Chúc em mà A23 dùm cho Hải. A23 cho Thục Châu. Thì mấy chị nè, tin chưa? A23 dùm cho Hải nha. Chào lấy chút. A23 cho Vi Nhiễm Mơ. A23 cho Huỳnh Nguyên Sa. A23 cho Ngọc Vi Hà. A23 cho chị Tiết Lê Nẵng. Trời ơi, đúng dữ luôn luôn ấy trời. Bán A23 lên giúp em ạ. A23 cho Như Ý. Cái chị này 99.000 mà nó rẻ quá trời rẻ luôn á, không thể nào mà. A23 bên em còn một con cuối cùng, chị nào lấy chút liền giúp em luôn ạ. Đẹp quá mấy chị ơi. A23 cho Lê Rốt hết mà A23. Rồi cái này kim em mà A24 dùm em nè. Rồi cái này tùy theo mình cọt nha, ưng cọt cái gì cũng được hết mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mà A24 dùm em, con này không đẹp không lấy tiền luôn nha. Chúc em mà A24 dùm em, free size mấy chị 55-56 cái lỗ lặng em ok dùm em ha. Chúc em mà A24 dùm em nè. A24 nha mấy chị nha. Chúc em mà A24 dùm em, lấy em xếp hãy mặt. Chúc em mà A24 dùm em nè. Trời ơi mấy chị ơi nhìn vải nè, đẹp lắm mấy chị ơi, siêu rẻ luôn ấy nha mấy chị nha. Chúc em mà A24. Còn ghi liền em mặc A24 dùm em, hãy có được có mấy con thôi à. Ôi quá trời đẹp luôn. A24 dùm cho em ha, con cao luôn. A24 cho Lương Bích Hoa. Còn ghi liền em mặc A24 dùm cho em ha. Chúc em mặc A24. Giờ lấy liền mặc A24 cho em chưa? Nè cái này mới gọi là tơ nè mấy chị, tơ này mới gọi là tơ nè, đúng đẹp luôn ấy. A24 99.000 cho Lê Minh.
Hai món 99.000 cho Ngô Thảo Nguyên. Hai món 99.000 cho Trần Thị Lan Phương. Hai món 99.000 cho Lê Ánh. Trời ơi, không biết nói sao. Ngân hàng thứ 5 anh em mới gọi chốt đơn với chị Thanh mới ha. Mấy chị ơi, không biết. Ai bốn cho Nghĩa Huynh. Không biết nói sao luôn á mấy chị. Ai bốn cho Phượng Lê 710. Trời ơi, em nói thật mấy chị luôn á, 99.000 này mấy chị nè. 99.000 tơ này mấy chị. Tơ. Ai bốn cho Phương Thảo. Cho cái này ghi liền em mã A25 giùm em ha. Em nói thật mấy chị luôn. Mấy chị nhận. Ngô Thảo Nguyên có A24 rồi. Nha. Thật sự luôn, em nói thật mấy chị luôn là đỉnh của đỉnh luôn ấy. Nha mấy chịu nha. Ok vậy bắt vay nha, nhận được rồi nha. Ôi thôi mấy chị ơi, không thể tưởng tượng nổi nha. Nha, SM em ok chạy luôn, quá là đỉnh luôn ấy. A24 lúc nãy em còn hai con gì nào là chút liền giúp em, lên mà A25 giúp em. A25 giùm em, bà nào không lấy cái này là luôn tiếc thật luôn ấy. A25 cho Quyền Quyền. Trời ơi mấy chị ơi, nó đẹp gì đâu luôn, nó ngất luôn ấy, trời khỏe quá trời. A25 cho Hằng Hằng. Rồi ghi liền em mà A25 giùm em nha. Chúc em mặc A25. 25 cho Trâm Lê Minh. Chúc em mặc A25 dùm cho em nè mấy chị. 25 cho Miner. Rồi ghi liền em mặc A25 dùm cho Hải nè mấy chị. A25 dùm cho em ha, 99.000 dùm em. 24 lúc nãy Phương Thảo có rồi chị nha. Đẹp nhất nách luôn ấy trời. 25 cho Heo Hồng. 25 cho Đông Huỳnh. A25 cho Bích Vy. Rồi A25 cho Diễn Tròn. Siêu phẩm giùm em nè. Giùm em mà A26 không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Rồi cái này ghi liền em mà A25 cho Hoa Hà. Rồi cái này ghi liền em mà A26 giùm em nè. Đẹp nhất mắt luôn con này luôn. A25 cho Thủy Nguyễn 088. Rồi cái này ghi liền em, cái này là tầng nè mấy chị. A25 ạ. Tầng nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mặc A26 dùng cho em. Con này đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị ơi 99.000 nha mấy chị yêu nha. Mà hàng ta bao nè mấy chị nè. Hai tem mát như thế này nè mấy chị nè. Vải tơ nha mấy chị yêu nha. Không có dùng xíu rồi. 56 cái đổi lạnh em ok dùm em ha. Chốt liền em mặc A26 dùng cho em nè. 99.000 dùm em. Chúc em mặc A26 dùng cho ai 99.000 nha mấy chị yêu nha. Chúc em A26 cho Bảo Ngọc. A25 hãy hết rồi mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mặc A26 dùm em. Con này lấy nhanh đi mấy chị. A26 cho Phụng Hơn. Hàng 99.000 mà nó nặng này mấy chị. Mà nó đẹp gì đâu luôn á. Đẹp lắm. Ghi em mặc A26 dùm em ha. Chúc em mặc hết rồi chị Phương Loan. Em thấy gì nhưng mà mặc nó hết rồi. A25 rồi chị. A26 cho Nabi. Rồi chị lấy chúc em mặc A26 dùm cho Hải nè. Lên mặc A26 99.000 giúp em cho Trâm Lê Minh. Rồi cái này A26 cho Suki Ly. Ghi em mặc A26 dùm em ha. Chị ơi chị. Bỏ đâu bạn, bên kia đâu mẹ. Hồi nãy là caro đúng không? Là caro, cái này là trơn trải nè. Rồi kia liềm em mà A26 với Phương My. Mấy chị, cái này nó y như là một con yếm á mấy chị. Cái này không có gì Nguyễn Nhi nha. A26 em còn ba con cuối cùng chừng nào lấy chốt liền với em luôn à. Và cái này ghi liền em mà A27 giùm em. Đẹp chưa? Con này mấy chị nè, mấy chị mặc lên nó y như là một con yếm nha mấy chị yêu nha. Y như một con yếm luôn, rất là xinh nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mà A27 giùm em nè. Đẹp lắm luôn nha. Vừa xem vừa chấm tương tác, chia sẻ like lên với em đi mấy chị ơi. Đơn giản nha, 99.000 mà rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Mấy chị ơi, chị nào mà không thích qua mẫu thì chấm tương tác giùm cho em ha. Nha mấy chị yêu nha. Chấm bài tương tác dùng cho Hải với nha mấy chị yêu nha. Để không có bị ẩn á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em luôn. Chốt liền em mặc A27 đúng không? A27 dùng cho Hải nha. 99.000 dùng cho Hải. Nguyên một con yếm như thế này nè mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Nó y như là yếm vậy đó. Cái này dành cho mấy chị bầu. Ok đâu mình nha. Ai mang cũng đẹp hết nha mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mặc A27 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Ghi em mặc A27 cho mấy chị yêu nha. Chốt liền em mặc A27 dùng cho Hải. A27 nha mấy chị yêu nha. Tương tác cho Hải. A27 chứ 99.000 lên giúp em ạ. Rồi cái này được 2 chị. Này là có size ML luôn nè mấy chị. Em coi cái này là cái gì trong đây mà đẹp quá.
Giờ lấy mã 27 là mã 27 với em cái gì vậy? Là cái chân quái à. Ok, bay Lan Hồng Nguyên 99 ngàn chị nha. À, cái này là cái chân quái mấy chị ơi, chân quái rút. Xin nè. Chân quái rút mấy chị. Xinh lắm luôn, nguyên set luôn mấy chị này. Nhưng mà rút nhưng mà không có bị hở quá nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị này. Cái này em có size M, size L nha. A28 giùm em. A28 kèm size giùm em nè. Size M và size L nguyên set luôn, một con phong Mỹ nè mấy chị. 99 nè, quá trời rẻ luôn á. Này mấy chị nè. Nguyên set giùm em ha, 99 ngàn giùm em nè. Nguyên set chạy nha, 99 ngàn A29 giùm em. A29 giùm em ha, kèm size giùm em. Size M và size L, chị nào lấy size gì của mình sẽ nói size L 55kg giùm em ha. Chúc em mà A29 kèm size giùm em. A29 kèm size nha, có size M và size L nè. M và L nha, chị nào lấy size gì của mình sẽ đó giùm em. Một con phong Mỹ kèm với mấy chị một con chân vái nha. Siêu rẻ luôn đó mấy chị. Rẻ A29 kèm size M và L giùm em ạ. A29 kèm size M L giùm em. A29 nha mấy chị ơi, M L cho hả nha. Đang xem vừa chấm tương tác giùm cho hả với. A28 kèm size A29 gì cũng được đó mấy chị. M L giùm 28 M L cho Phương Thảo. Duy nhất còn hai con, chị nào lấy thì chốt đi giùm em mà A30 giùm em. A30 được hai con dành cho chị nào không chốt được nè. A30 cho ai. Còn cái này ghi liền em mà A30 giùm em nè. Ôi em bán 99 ngàn, siêu rẻ luôn đó mấy chị ơi. Nè A30 nha. A9 size M chứ Thiên Di. Đây xinh chưa. A30 size M size L ok luôn. A30 giùm em được hai con cuối cùng nha. Hết rồi. Em mang lại A30. Phương Thảo có ML rồi nha. Kim em mặc A30 dùng cho Hải nha. Kim em mặc A30 dùng cho em. Màu đỏ là phải lên màu đỏ là phải bán cỡ như là A30 lấy giúp em còn hai con 99 ngàn, chị nào lấy giúp liền giúp em đi ạ. Màu đông mấy chị mới có. Không, màu tím nó đẹp lắm mấy chị, nãy chị nào không chốt được thì chốt đi. Mày có em like rồi. Màu tím này mà A30 giờ lúc nào chưa có lên mà A30 giúp em mấy chị ạ. Có gì Phương Thảo? Có gì đâu mà. Dạ có gì. Có mấy chị ơi, có nha. Có gì vậy đó. Hãy mặc là size, nó có một size S nhưng mà 50kg rồi mấy chị. Rồi con này là tay nè mấy chị, tay bồng cho Hải nha. Rồi cái này ghi liền em mà A31 giùm em, cái này không chốt thì thôi mấy chị ơi. Em tắt like để dành nó mấy chị, nhưng mấy chị yêu nha. Chứ thật sự em bán mấy chị 99 ngàn cái set này là không ai bán được đâu. Tại vì hàng tao bao mấy chị phải nghĩ là nó khác hẳn với hàng thường của mình nha. Từ đường kim mũi chỉ nè, cho tới chất vải của nó nha mấy chị yêu nha. Nó rất là khác nha mấy chị yêu nha. Chứ nó không như hàng của mình đâu. Mà mấy chị biết rồi, nó về hàng rất là khó nha mấy chị yêu nha. Ai mà về hàng tao bao người ta cầm vô, người ta không bao giờ bán mấy chị 99 ngàn một set đâu. Em nói thật luôn ấy nha mấy chị yêu nha. Không ai cầm một cái set tao bao mà bán cho mấy chị 99 ngàn hết. Kể cả hàng sale hay hàng gì cũng vậy hết nha mấy chị yêu nha. Đừng nói gì là hàng chính phẩm 2020 nha mấy chị. A31 lên với em ạ. Rồi ghi em mà A31 giùm em 99 ngàn luôn mấy chị nha. Chúc em mà A31 giùm em. Không ai cầm lên là bán cho mấy chị 99 ngàn đâu mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Người ta còn bán giá trên trời á. Không ai bán giá này đâu mấy chị. Rồi ghi liền em mà A31 giùm em. Chúc em mà A31 giùm cho lại nha. Chúc em mà A31. A30 lúc nãy với Dương Minh Lanh. Rồi ghi liền em mà A31 giùm em nè. 99 ngàn có sỉ lắm mấy chị. Sai con ra em nè. Phi sai nha mấy chị nha. Em 55-58 cái đều mang ok luôn. A31 99 ngàn cho Lê Rốt. SML đều mang được hết á. Đây nè. Thì sai Korea giùm em ha. Chúc em mà A31 giùm em. A31 99 ngàn cho Trâm Lê Minh. Rồi ghi liền em mà A31 giùm em nè. Rồi cái set đẹp, siêu đẹp luôn á. Đẹp lắm mấy chị. A31 giùm em ha. Ai mang cũng được. A31 cho bạn gì Quỳnh Châu. Lưng chung nha mấy chị nha. SML đều vô tư hết cho Hải luôn. Rồi ghi liền em mà A31. A31 cho Hải. A31 cho Kiều Diễm. Siêu đẹp luôn đó mấy chị, đẹp lắm. Đó mấy chị xem một lần nữa nha. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. A31 cho Yến Nhi. Rồi ghi liền em mà A31 giùm em. Một con áo phong nè. A31 cho Phương Thảo. Mấy chị thấy cái size của nó đâu phải là size bình thường, hàng bình thường đâu.
nhiêu. Nó đâu phải tay bình thường đâu mấy chị. Tay phòng luôn nha. Giờ lấy mã A31 lên mã A31 cho em xét lại mặt là 99 ngàn chị Thảo Nhi nha. Rồi cái này ghi em mã A31 dùm em ha. 55kg đổ lòng được. Ok, SML được ok hết nha. Xếp tầng này mấy chị nha mấy chị nha. A31 lên em 99 ngàn ạ. Dùm em 99 ngàn dùm em ha. Chúc em mã A31 99 ngàn. À đây còn cục nữa nè. Sao vậy trời. A31 cho Nguyễn Thị Điền Nhung. A32 dùm em còn cục nữa nè. Chị nào không chốt được thì chốt nè. Kim em mã A32 dùm em. Buồn quá nè. Chị nào không chốt được thì chốt nha. Đừng khóc hu hu. Tại vì là lúc nãy hết rồi mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã A32 dùm em nè. Chị nào chưa chốt được hẳn chốt nha. A32 dùm em nè. Chị nào chốt rồi thôi nha. Kéo trùng. Rồi cái này ghi liền em mã A32. Một con áo tơ nè mấy chị. Kèm cho mấy chị một con yếm nhún em mới chịu nha. Có dây thunder phía sau. A34 là cái thanh nhàn. Nè. A32 này đúng đẹp luôn á. Rồi giờ lấy chút em mà A32 dùm cho. A34 là cái kim tuyến và A31 là xích bi mấy chị nha. Nè. Đẹp quá luôn á, cái A32 này đẹp lắm luôn á. A32 này đẹp lắm mấy chị ơi. 55 56 kg đều mang ok nha, SM đều mang ok à. Một con áo thơ dùm em một con yếm có dây thunder cho hại nè. Con yếm này mặc lên đúng xinh đúng nha, mặc tới đâu nó bo vô. Nha. Rồi chiều lấy chốt em mã A32 dùm em nè. A32 này lúc nãy em có like rồi nên là chị nào chưa chốt thì chốt qua chị. A32 cho lên tuyết. Kim em mã A32 dùm em. Lên mã A32 cho mấy 9 ngàn lên giúp em kìa. Màu này là màu nâu tay nè mấy chị. Không biết cái màu này gì. Nè, đẹp chưa. Sao em mời chẳng. A32 cho Diễm Trinh 408. Rồi con này phải có đúng 5 con, à, 10 con mấy chị ơi. A32 cho Dương Thị Dung. Rồi cái này có xây mờ nha. Rồi con này ghi liền em mã A33 dùm em. A32 cho Phương My. Rồi cái này ghi em mã A33 dùm em ha. A32 cho Lê Rốt. A33 dùm em ha. Nhúng hai bên giùm em nè, màu đẹp lắm luôn, cái này mặc nhúng lên. Giờ lấy A32, giờ lên mặc A32 cho em. Rồi cái này ghi liền em mặc A33 giùm em, nhúng hai bên nha mấy chị nha. A33 giùm em, nhúng hai bên nè, hàng tao bao nè mấy chị. Hàng tao bao nha, ghi em luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị, nhìn hàng nè. A33 giùm em, giờ lấy chút em mặc A33 giùm em. Rồi nhìn hàng nè, màu nâu tay này mặc lên hơi đẹp luôn á. Rồi ghi liền em mã A33 lên chú em cái gì ạ? A32 lúc nãy cho Dương Minh Lanh. Rồi tiếp. A33 cho Suki Ly. Rồi cái này em có size M và size L nha. M và L. A33 cho Quỳnh Quỳnh. M và L dùm em ha. A33 cho Lê Rốt. A34 M và L chị ơi. A33 cho Ngân Triều. A34 dùm em kèm size ML dùm em. A33 cho Kim Lý Trần Thị. Cái áo này đẹp lắm mấy chị. A33 cho Trang Nguyễn. A34 kèm size ML. 561 ML nha. Kim em mà A34 size M á em. A33 cho Nam Anh. Kim em mã A34 kèm size ML dùm em. A32 cho Tuyết Hà. A32 là xếp tím với chị nha. A34 kèm size M và L dùm em. Giờ lấy size gì của mình size đó dùm cho ai. A33 là 90 em đang lai đồng giá cho 9 ngàn mấy chị ạ. A33 cho Ngọc Anh. A32 dù mới lên có rồi ạ. Em cầm size gì mẹ quên á. Em cầm size M. Còn A34 kèm size M. Thấy Phương Loan nha. A33 cho Hiền Đặng. Hiền Đặng lấy cho chứ Hương Lê lấy. A34 kèm xa lên với em M. Sao là gì vậy? M và L với A34 xin L cho Nguyễn Ngân. A34 xe M cho Quỳnh Quỳnh. Em có xa HL nữa mấy chị ơi. Em có xa HL nè. Xa HL nữa mấy chị ơi.
ML. ML XL và 2XL mấy chị nhá. M này. ML XL và 2XL mấy chị ơi. Và cái này là L. Rồi ML XL. A34 kèm size ML và XL và 2XL giúp em ạ. A34CM cho Đăng Thảo. ML XL và 2XL mấy chị nhá. ML XL và 2XL giùm em. A34CM cho Bảo Ngọc. Này, cái này đẹp nè mấy chị. A34 CM cho Triều Diễm. Cái này đẹp lắm mấy chị nè. A34 em còn CL, XL và 2XL. A34 CL cho có bà bầu. Mấy chị lấy cái này mang đi, em đảm bảo mấy chị luôn, cái chân váy nó rất là đẹp. A34 em chỉ còn size XL và 2XL thôi mấy chị nha. A34 kèm size XL và 2XL lên giúp em ạ. Mấy chị ơi, 2XL mấy chị mang vô tư chị nào 55kg mang vừa, tại vì nó có cái dây đai á. Mấy chị, set này đẹp. Set này đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thật mấy chị luôn nha. Đẹp lắm. A34K2L cho Phi Nguyễn. Vui nha chị Trương Nguyên Hà. A34CM em hết rồi. Chị bỏ cái túi cục đó ra đi chị. Có đóng gì mà đóng kinh được hết. Đóng gì có nước mà nó có nước ra. A34CL cho Trúc Đặng. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. A35 dùm em. A35 này em có size mấy chị 52kg đổ lại nè. Ok, Vi Nguyễn có rồi nha. Rồi cái A35 này đúng đẹp luôn ấy. A34 em chỉ còn size 2 để đeo thôi mấy chị nhá. A35 này đẹp lắm mấy chị. A34 hãy đeo cho Tuyết Ngọc. A35 này con còn size gì. A35 này có size S, size M nè. Chị nào lấy thì chốt. S là 52kg, size M là Tuyết Ngọc chị đổi số điện thoại sao chị ơi. Tuyết Ngọc đổi số điện thoại sao. Size M là 55kg đổ lại dùm em. Đây nè, nó cân giãn này mấy chị nè. Chị nào mặc size S là 52kg nha. Chị nào mặc size M 55kg đổ lại dùm em. Con này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái chân váy đúng ghiền luôn. Cái áo cũng đẹp nữa nè. Áo đẹp lắm. A34 em chỉ còn size 2 đeo thôi mấy chị nha. Áo cái sao cột nơi chị. Một size duy nhất cuối cùng. Con này đúng đẹp luôn ấy. Đẹp lắm. 99.000 A35 dùm em. A35 99.000 cho Ngọc Vũ Hà. A35 kèm size SM dùm em. Con size gì? Chị re lót là chị. Em chốt chị đầu tiên luôn á chị. Size M luôn ấy. Size S, size S á. Nguyên còn là size S á. A35 kèm size lên cho em đi mấy chị ạ. À? FM ạ. À. Chốt lại cho em mà A35 kèm size. A35S cho Kiều Diễm. M. Rồi ghi liền em mà A35 dùm em. FM. A35 nó đẹp lắm. Đẹp xuất sắc nha. A35 CM cho Phạm Trang. Ngọc Vũ Hà nó lại với em đi chị nha. A35 kèm size giúp em. A35 CM cho Phương Thảo. Nè, cho mấy chị con này nè, nãy chị nào không móc được thì bóc liền đi, thiệt lắm. A34 xe 2 đeo đi hàng hàng. Trời ơi, con này đẹp lắm mấy chị ơi. A35 xe mời cho Ngọc Vũ Hà. Rồi cái này ghi liền em mặc A36 dùm em, đẹp lắm. Nè. Trời ơi, nó ngọt mấy chị luôn. A35 xe S cho Đô Đô. A36 dùm chạy, cho em mặc A36 dùm em. A34 xe 2XL đó hết rồi mấy chị nhỉ. A35 xe S cho Kim Thanh Nguyễn. Đơn này thứ 5 anh em mới gọi chốt đơn mấy chị ạ, lưu ý với em ạ. A36 nhìn em, đẹp lắm. Trời ơi, cái màu này. Màu thích ông mấy chị, siêu thích luôn ấy. Ủa, em thấy chị Tuyết Ngọc nhập cái số điện thoại 0908992875 hôm bữa là chị 773 đuôi mà chị. Đúng không ạ? Rồi cái này ghi em mà. Ok, Ngọc Vũ Hà. A36 này đẹp lắm. A35 xe mở cho Thanh Hoa. Rồi ghi liền em mặc A36 giùm em nè. Đẹp quá con này. Rồi ghi liền em mặc A36 chạy nha. Em mặc A36. A36 giùm em đẹp. A36 cho Minh Hạnh. A36 cho Song Đô. Rồi ghi liền em mặc A36 giùm em. Đẹp quá luôn, 99.000 mà còn có sỉ nữa thì còn gì. A36 cho Hương Nguyễn. Không có gì mà gọi là rẻ hơn nữa đâu mấy chị ơi, rẻ lắm luôn rồi đó. A36 giúp em 99.000 ạ. A36 hai cái cho Nguyễn Thị Nhung. Quên. Trời ơi, xinh chưa. Xinh chưa mấy chị, A37 giùm em. A36 phụng hơn. A37 size M 55kg nha. Váy là 55kg, size M là 55kg mang. Hương Nguyễn có A36 rồi. Trời ơi. A36 cho Lan Trầm. Nhìn hộ em nè, 99.000 nè mấy chị. A37 dùm em nè.
Trời ơi, nhức nắp luôn đó mấy chị ơi. À, ba sáu cho tuyến trên. Tay nhúng nè mấy chị nè. Ôi, đúng rẻ luôn á nha. A 37 giùm em, 99.000. A 36 cho Nguyễn Kim. Nha. Cái liền em mà A 37 giùm em, 99.000. Trời ơi, cái đầm này mấy chị. 99.000 cái đầm. A 36 cho Ngọc Anh. Trời ơi, nha. Thôi A 36 à. Cái liền em mà A 37 giùm em, đúng đẹp luôn đó mấy chị. Siêu đẹp luôn nha. Cái liền em mà A 37 giùm em. Chốt liền em mà A 37 giùm em. Thôi là 36 rồi bây giờ. A 37 cho Yvi Nguyễn. A 37 giùm em, 99.000 mà còn có sỉ nữa mấy chị ơi nha. Cái bà vì bán cái gì cũng có lãi hơn Hải rồi đó, mày nói thật luôn á. Coi chiều lấy thì chốt tìm em nha. Chốt tìm em mà A37 giùm em, 99.000 giùm cho em. A37 giùm cho Hải nha, 99.000. Ok, gì Tiến Ngọc à. Tại vì lúc nãy anh thấy gì lên số điện thoại khác. A37 chứ đúng không bà bầu. A37 cho Hữu Duyên. A36 Nguyễn Kiên có rồi ạ. Kim em mà A37 mấy chị ơi. A37 cho Ngao hình 2 cái. Rồi con này em có được 2 màu ha, màu cam và màu xanh. Giờ lấy màu gì của mình, màu đỏ giùm em, A38 giùm em. A37 Hữu Duyên có rồi nha, A37 gì ạ, có mà bầu có rồi. A36 hết rồi chị Cherry, Cherry, A37 cho Quyền Quyền 2 cái. Mấy chị nè, đẹp chưa, A38 giùm em. A38 giùm em ha, 99.000 này mấy chị. Em có hai màu, màu cam và màu xanh vỏ đậu ha. Chiều lấy thì chốt liền em. Kim liền em mà A39 kèm màu giùm em. A38 kèm màu giùm em ha. Kim em mà A38 kèm màu, màu xanh và màu cam vỏ đậu giùm em ha. A37 lúc nãy bên em còn 3 con, chiều lấy chút luôn em ạ. Bình thường là hàng 100.000 của Hải đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt liền em mà A30 A38 giùm em, kèm size giùm em. Áo bên kèm màu, màu xanh và màu cam giùm em ha. Hàng này bình thường mấy năm trước là em bán 165.000 một đầm đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Và chào lấy thì chốt liền cho ảnh này mấy chị. A38 kèm màu nữa chưa. A38 kèm màu giùm em, cam sữa nha mấy chịu nha. Cam sữa và màu xanh vỏ đậu giùm em nè. Chào lấy thì chốt liền em. Em có mỗi màu được 5 con rồi mấy chị. Mỗi màu được 5 con ha. Chào lấy thì chốt liền em luôn. Cam sữa và xanh vỏ đậu giùm cho ảnh nha. Không có gì bị vang nha. Chị nào gái lấy thì chiều mai, chiều thứ năm gái lấy giúp em không. A38 kem màu cam cho Kim Thanh Nguyễn. A38 kem màu với em bây giờ sẽ bỏ đầu và cam sữa. Còn con này mấy chị ơi, còn cục này. Còn cục này mấy chị. Hãy là hết nha. Hãy là hết nha mấy chị. A38 xanh cho Lê My. Hãy là hết mấy chị nha. Rồi A39 giùm em này. A39 nè chị ạ. A38 cam cho Phương Thảo. Phúc Lê khách mới mà kèm số điện thoại lại giúp em ạ. Chị Nguyễn Tiên lấy mấy cái này không? Chị Hoàng Hà Lan Ngọc lấy cái đầm này nè. Xin ơi là xin luôn ý. Tay bồng nha. A37 là cái đầm tím á chị ạ. Gớ mà vào rồi. Chị có rồi á. Hãy chị nào không lấy được cái đầm này lấy nhanh nha. Nhanh 99.000. Chị Sai Korea nè mấy chị nè. A39 lên giúp em, 99.000 ạ. Kim em mà A39 giùm em. Còn kim em mà A39 giùm cho Hải mấy chị ơi. Kim em mà A39 giùm em. A39.000, A39, 99.000 hai cái cho chị Nguyễn Kiên. Còn kim em mà A39 giùm em. Rồi chốt kim em mà A39 cho Quyền Quyền. A39 ha, chờ lấy thì chốt nhanh giùm em ha. Chốt em mà A39 giùm em. A39 cho Phương Loan. Để tới mùa đó mà A39 lên cho em 99.000 mấy chị ơi. A39 cho Trâm Lê Minh. Chị Trâm Lê Minh lấy 3 con hay là 1 con ạ? Trâm Lê Minh lấy 1 con đúng không ạ? Mấy chị không lấy là giận thiệt á nha. Em mặc luôn ấy. A40 giùm em bán siêu rẻ cho mấy chị rồi đó nha. Mà còn bơm hàng với lại gọi điện ngày mai không nghe. A39 cho Hiếu Trương Phương Loan có rồi chị nha. Ngày mốt không nghe máy nữa thì thôi luôn á nha. Mấy chịu nha. A39 cho Trúc Bảo. Rồi A40 giùm em nè. 55 cái đổi lại nè. Chốt em mà A40 giùm em. Ok chị Trâm Lê Minh nha. A40 giùm em. Cái này mà không chốt thì thôi luôn nha. Mấy chê nha. 99.000 A40 giùm em nè. Chị Mỹ Mỹ khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi chị ơi. Mỹ Mỹ khách mới mã kèm số điện thoại ạ. Rồi ghi liền em mã A40 giùm em. A39 cho Phương My. Ghi em mã A40 giùm cho Hải nha.
A40 là như thế này mấy chị ạ. A40 chứ gì xong đô. A40 chú 9.000 là như em ạ. Chuyển khoản hả chị? Ok chị đăng hả? A40 trong lemon. A40 dùm em. Giờ lấy cái liền mà A40 là như thế này chú 9.000 luôn ạ. A40 chú 9.000 bông mi. Rồi xem 1.8 chị sẽ la là như thế này mấy chị hả? Lớp A40 như thế này mấy chị ơi. A40 cho rồng lửa. A40 lên giúp em ạ. A39 cho Mỹ. Đơn này thứ 5 bên em mới gọi chốt đơn với chị nhá. Cái tay nó phồng mà nó đã gì đâu luôn á. Trời ơi. Ôi mấy chị nhìn cái áo nè. Trời ơi mấy chị ơi, không thể tưởng tượng được luôn á. Rồi A40. Giờ ra lái được nhiều thứ 5 ra lái giúp em với chị ạ. Bên em không có dồn đơn lâu nữa. Trời ơi, còn một đống đơn rồi đây, ngày mốt đi rảnh gọi điện cho mấy chị tới ghé lấy đi. Ôi chán luôn á, một đống đơn không ghé lấy gì hết. Không biết quá làm sao luôn mấy chị. Rồi A mấy rồi anh? 41. Rồi, này là A41 rồi. Rồi ghi em mà A41 size L dùm em ha. Nè. Rồi ghi liền em mà A41 dùm em. Ghi em mà A41 size L dùm em nè. A41 lên với em ạ. A41 26 cho Nguyễn Kiên. A41 xin lời. A41 cho Đăng Thảo. Đây còn có nịch nữa nha mấy chị yêu nha. Có nịch nữa nè, bỏ nịch vô luôn. Có nịch nữa nha mấy chị yêu nha. Có nịch nữa nè. Đó, A41 99.000 đâu mà ra mấy bà đi mua đâu mà có. Này, bỏ vô luôn. Nè. Kèm nịch này mấy chị. Xin lời. Ông muốn ăn xé cho Nga Huỳnh. Đăng Thảo, Nga Huỳnh hai xế, còn Đăng Thảo một xế. À, có xếp eo nữa, chị lấy eo thì chúc em A41 xếp eo nè. Lên xếp eo đi mấy chị ơi, xe lờ hết rồi nha. Đây xếp eo nè mấy chị nè. Có xếp eo nữa, chị lấy eo thì chúc em eo cho em. Rồi chị lấy eo thì chốt eo dùm em ha. Mốt em chỉ còn xét eo thôi chị ạ. 41 xét eo dùm em ha. Cái này nó có nịch luôn rồi mấy chị nha. Cái nịch này nó mua giá là bao nhiêu vậy? Rồi kia liền em mà A41 xét eo chứ giờ hàng A41 xét eo nè. Kèm nịch ha. Kim em mà A41 dùm chạy. Rồi kia liền em mà A41 xét eo dùm em. Phải được mấy xét rồi mấy chị. Màu đẹp chưa? Ủa, cái đàn cái màu nó đẹp chứ chị ơi, đẹp mất luôn á. A41 tới đây rồi. Trời, đẹp lắm chị ơi. Trời, cái xếp này em thấy mấy bạn trên TikTok hay đi tìm lắm luôn á. Ông mốt em còn xe đeo thôi mấy chị nhỉ? Trời ơi, mấy chị ơi, đúng được có mấy xếp. Ông mốt xe đeo chứ có mà bầu. Size cho mấy chị mặc 50kg đổ lại nha. Chốt em mà A42 gì nè. Ở bên ngon hình hơi kế mà. Với là chị đó hơi kế. Chị đi hơi kế hết nè. Những kia hết. Ôi ôi mấy chị ơi. Cái này em đẹp cho mấy chị luôn. Cái này mấy chị nào mà hay mà lên TikTok mà xây mà phải thấy á. Bóng này mấy chị 42, 50kg đủ làm ok. Chúc em mà A42 gì nè. Thêm cái đeo cho Nga Huỳnh. Đi liền em mà A42 dùm em nè. Có 5 xếp là mấy chị ơi. Con này mà các bạn với mấy bạn mà hay bán hàng sao ba order sao ba mà lạ mấy chị ơi, nó đảm bảo mấy chị 300 mấy ngàn một xếp luôn á. 300 mấy ngàn một xếp nha, không có rẻ như thế này đâu mấy chị. Rồi chiều lấy chút em mà A42 dùm em. Xếp này rất là đẹp nha mấy chị yêu nha, đẹp lắm. Rồi ghi em mã A42 dùm em ha. Ghi em mã A42. Không muốn xe lên cho nhỏ gái. Rồi A43 dùm em nè. A43 xây mồ. Chúc em mã A43 xây mồ. Không muốn xe lên cho lên rốt. Rồi A43 xây mồ dùm chẳng. Đẹp chưa? Ông 2 cho Phạm Trang.
Đẹp chưa mấy chị nè. Và cái này ghi em mã A43 giùm. Có rồi, giờ lên đó nha. Ông ba cho Nguyễn Kiên. Ông bốn ba gì? Ui. Ông ba cho đồng nữ Thu Huyền. A44 gì? Còn ghi em mà A44 gì nè. Đẹp quá. Đẹp chưa? A44 gì em nè. A43 lên giúp em ạ. Rồi chị lấy chỗ em mà A44. Ông ba cho Phương Phương Tròn. A44 dùm cho hại nè. Đẹp chưa? Trời ơi, xinh lắm luôn mấy chị ơi. Em thích mấy cái kiểu này lắm luôn ấy. Đẹp chưa mấy chị nè. Cho mấy chị. Ông ba cho Nga Huỳnh. Rồi cái này ghi em mà A44 dùm em. Có cho mấy chị được 5 con. A44 dùm em ha. Rồi lấy chỗ em mà A44 được 5 con. Dính giống với con màu xanh lúc nãy á. Hôm nay dịch hoàng nó vương đi. Ô bố cho Nguyễn Kiên. Còn kim em mà A44 dùm chạy được 5 con nữa chứ ơi. Kim em mà A44 dùm chạy. Kim em mà A44 nha. A44 cho Cherry, Cherry. Là yếm. A44 cho chị ạ. Lê Ngọc Mỹ Tiên. A44 cho Minh Hạnh. A44 cho chị Yến Trần. A44 cho chị Như Ý. Hết mà A44 lên mà A45 với em đi ạ. Chị ơi, mặc lên như thế nào nè, từ từ em đang suy nghĩ. À, cái này là cái chân vái mấy chị ơi. Cái chân vái cho hải nha. Size này mấy chị 52kg đổ lại á, size S nhưng mà size S lớn lắm mấy chị. Vừa xem vừa chia sẻ lại lại với em đó mấy chị ơi, quán chia lại tương tác lên với em và nhấn bấm like biết luôn ạ. Cái chân vái nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt đi giùm em luôn. Đây nè. Cái chân vái của nó là đẹp. A45 luôn nha. Chân vái nó là đẹp nha mấy chị yêu nha. A45 giùm em. Kim em mà A45 nha. Size cho mấy chị 52kg đổ lại mới ok giùm em nè. Đẹp lắm mấy chị nè. Nha mấy chị yêu nha. Chiều lấy chốt đi giùm em mà A45 giùm em. Đẹp lắm nha. Chân vái nó là đẹp mấy chị. Nhìn cái nút của nó này bóng loáng luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Cái nút ở đây nè. Rồi chiều lấy thì chốt giùm em mà A45 giùm. A45 cho Ba Lan Ngọc Nguyên. Kim em mà A45 nha, đẹp lắm. A45 cho Phương Phương Tròn. Kim em mà A45 giùm em. Hàng đẹp lắm mấy chị. Chờ lấy cái này mà A45 lên giùm em ạ. A45 giùm cho Hải nha. A45 giùm em có 5 set thôi. Kim em mà A45 dùm cho Hải được 5 set thôi nha các chị nha. Đây xinh chưa. A46 hơi bị đỉnh cái đơn này luôn. Rồi cái này kim em mà A46 dùm cho Hải. A45, A46. A45 cho Hiền Đặng, A45 cho Kiều Diễm. A46 dùm em, đơn giản nhưng mà mặt rất là xinh nha mấy chị yêu nha. Xinh lắm luôn ấy. A46 dùm cho Hải nè. Đây nè mấy chị nhận hàng. A45 cho Băng Tini. Đơn giản mà mặt rất là xinh nha. 99.000 nè. Nhìn lúc mấy bạn đi mua hàng này 300 mấy ngàn á. Đây nè. Thì size coi A dùm em ha. Còn cái này ghi em mà A46 dùm em. Phi size mấy chị 55-58kg đổ lại ha. Chứ em mà A46 dùm em. Em có cho mấy chị được 10 con. Rồi lấy cho em mà A46 dùm chạy. Hàng có bao nhiêu mấy chị nha. Xinh chưa. Ở dưới là đuôi cá này mấy chị. Thôi là 45 luôn mà A46 với em đi ạ. Ở dưới là đuôi cá nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mà A46 giùm em. Chúc em mà A46 nha mấy chị. A46 cho Liễu Nguyễn. Rất là xinh nha. Đơn giản. Thế hãy mang có một set có
Mấy chị ơi, cái này mang có size M nè, giờ lấy size M giúp em nè. M là 55kg đổ lại nè mấy chị. 246 không ạ? Là 46 ạ. A47 giùm em, giờ lấy cho em mà A47 em có 3 set nè. Set hãy mang nha, A47 giùm em, 55kg đổ lại nè. Được cho mấy chị được mấy set à? 3 set. Set hãy mang giùm em, A47 giùm em. A46 cho Nguyễn Truyền. Còn cái này ghi em mà A47, chị nào đang xem chấm bài tương tác giùm em ha. A46 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Còn cái này ghi liền em mà A47 giùm em. A47 ba set nha. A47 lên giúp em à, A47 cho Trịnh Kim. Đây cái này nè, A48 này, set này đẹp lắm luôn ấy. A47 cho Bé Lan Ngọc Nguyên. Đẹp lắm luôn nè mấy chị. Mai cho mấy chị 50kg đổ lại nè. Xinh lắm. Nó vải là lãi lụa mấy chị. Đây nè. Đẹp ơi là đẹp luôn nha. Và cái này ghi liền em mà A48 giùm em nè. Chào lấy cho em. A47 giùm em nhon, ok, Bé Lan Ngọc Nguyên nha. Xinh chưa? A48 giùm em. Có chị mấy chị được có mấy set à. Set này đẹp lắm mấy chị nhìn vải nè. Đẹp chưa, nhìn vải nó bóng nè. Rồi ghi giùm em mà A48 giùm cho Hải nha. Set này siêu đẹp luôn á. Em thấy một cái áo kiểu thôi em ra bán cho mấy chị giá là còn rẻ hơn cả mấy chị mua một cái váy rồi đó. A48 lên như em 99.000 mấy chị ạ. Nha, rồi chị lấy chút em mà A40. Rồi, y như hãy mang mà màu hồng, có được 5 set màu hồng. Sao có thun đúng rồi, sao có thun. Rồi, y như hãy mang màu hồng, size cho mấy chị 55. Người ý không có A46, không có A46 chị ơi, chỉ có A44 thôi. A46 còn này nè. Như ý lên lại mà A46, em chứ chị mà A46 gì ạ? À, đây là A mấy? A48. Rồi chiều lấy A49 đi, chốt A49 màu hồng, y như hãy mang màu hồng nha. Chiều lấy chốt năm được 5 set màu hồng mà. A48 cho trong lemon. Đẹp quá mấy chị ơi. Dạ có. Nè. Nè xịn chua. Xịn bét luôn. Nhìn mấy chị nè. A48 cho Lê Rốt. Cái nịch không được, thấy xịn sò này. Chưa không ta. Còn cái liền em mà A49 giùm em. Y như hãy mang luôn mấy chị nè. Màu hồng. Ủa sao thấy vét màu hồng mấy chị hay mua mà sao cái này là không chốt ta. Kỳ lê ha. A49 như 100 lemon mấy chị. A49 nè. Thật luôn ấy, bình thường mình đi mua toàn mình thích màu hồng không mấy chị nè. Như ý có mà A46 lắm nãy là chị ạ. Có nha, size M nè mấy chị nè. 55kg đổ lại á mấy chị, đệm vai luôn nè. Thấy không mấy chị? Giờ đang xem chị ra tôi nói lên cho em mấy chị ơi. Ý như hãy mang nha mấy chị yêu nha, mà màu hồng ấy. Giờ lấy chốt em mà A49 giùm em ha. Chốt em mà A49 giùm cho ai. À, 99.000 mấy chị, 99.000 một set nha. Ôi 99.000. A49 cho Phạm Dung. Em nghĩ không chốt luôn mấy chị. 99.000 một con hàng tao bao. Làm gì mà ai bán cho mấy chị cái con này 99.000. Người ta cầm vô tay người ta không bán mấy chị 300-400 ngàn, 200 mấy ngàn. A49 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Thật luôn ấy. Rồi cái này là kèm đai nè mấy chị. Đầm dài nó phối cho mấy chị một con chân váy ở bên ngoài nữa, đợi hãy xíu nha. Kiểu như là hãy hay mặc một con áo chính như Diệu Yến. Nè mấy chị nè, con này đẹp lắm nè mấy chị. Thêm áo chính như trong lemon.
Này mấy chị này, đẹp chưa? Đây này mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Xong mấy chị mặc cái chân quái này, kèm mấy chị đai luôn ha. Con này siêu đỉnh luôn đó, đẹp lắm mấy chị. Đây này mấy chị, mặc kiểu như thế này này mấy chị này, nha mấy chị yêu nha. Lùa cái váy này ra dùm cho em ha. Mặc cái này ở bên trong nha mấy chị yêu nha. Size này cho mấy chị 52kg, 53kg đủ làm em ok dùm em ha. Kèm đai nè mấy chị, kèm đai dùm cho Hải nha. Chiều lấy chút em mã set B dùm em ha. Set B nha mấy chị. Chị yêu ý, bớt được chị với em đi chị. A50 à, A50 dùm em ha. Với giá là 99.000, hơi bị đỉnh luôn đó mấy chị. Đây này, cái này là mặc vô trong như thế này nha mấy chị yêu nha. Đây này, nếu mấy chị mặc ra ngoài nó hàng tao bao là nó vậy đó mấy chị. A50 cho lên rồi. Nó đạm, nó đẹp lắm luôn á. Mấy chị lên mấy chị tìm video quá nhiều lắm. A50 cho ba Lan Ngọc Quen. Rồi ghi liền em mà A50 nha mấy chị yêu nha. A50. Để làm điều bỏ cái này thôi, cũng cạch mà bỏ bỏ xếp đi liền em nha mấy chị yêu nha. A50 dùm em, 99.000 dùm chị. Rồi lên cho mấy chị tiếp tiếp siêu phẩm. A50 cho Bê Lan Ngọc Nguyên, A50 cho Trâm Lê Minh. Các chị, con này đúng rồi. A50 cho Phương Phương Trần. A50 cho Lương Bích Hoa. Xếp bì 2 set cho Nguyễn Ăn đi. Cái này chị thấy trên video TikTok người ta mặc nè. Đúng rồi mấy chị ơi, mấy cái hàng này trong xe ba. Xếp bì cho Quyền Quyền. Xếp A50 cho Băng Tini. Này mấy chị nè, xếp bi cho Tu Lăng Chung. A51 dùm em nè, một con áo tơ nha mấy chị nha. Còn xếp vô thằng đó mới được. A50 còn nè. Xếp mới mở kèm số điện thoại lên giúp em luôn đi mấy chị ơi. Như chỗ Lê Rốt nằm lá cây giết ghi cho anh hơi xét cho. Á Lê Rốt như là mở rồi đúng không? Đúng không? Mấy chị A51 dùm em nè. A50 thêm một xé cho Lê Rốt. Trời ơi đẹp lắm. A51 dùm em, đẹp lắm mấy chị. Một con áo tơ nha nè. Ok vậy Lê Rốt có rồi nha. A50 cho Phương Thảo. Dây tăng đơ phía sau nè. A51 dùm em. Ghim em mà A51 nha con. A50 cho Lâm Tuê. Ghim em mà A51 trời. A50 cho Mina. A50 cho Yến Tròn. Không vui lắm kìa, đi chơi thì bán suy nghĩ. À đi chơi mà cực tưởng con mơ bà la rồi mà. Sắp bây Phương Thảo có rồi chị nha. Kẹt này vô A50 luôn chị. Dạ. Rồi ghi mê mà A51 rồi nè. Giờ còn tàn xét không đúng không? Không biết chuyện chắc không lắm. Lộn sợ hết á. A51 cho Trần Thị Tú Trinh. Ghi mê mà A51 rồi nè. Rồi chúc em mã A51 nha, xinh lắm luôn. A51 cho Nguyễn Kiên. Em mã A51 dùm em. A51 cho Phương Phương Tròn. Chị sẽ like cho Hải với mấy chị ơi. Cho Hải xin một nút tương tác, một nút tương tác nha. Rồi ghi liền em. Lúc nãy cho Hoàng Trang Lê. Đơn này thứ 5 bên em mới gọi chốt đơn quá chị nhá. A51 dùm em ha, chị lấy chúc em mã A51 luôn như em, cho Ly Trang. A51 nha, 99.000 dùm em. A51 cho Lê Rốt. Siêu dễ thương luôn ấy mấy chị. Game em mà A51 màu cam này hốt lắm nha mấy chị. Gì chứ màu cam là siêu. A51 cho Minh Hạnh. Nguyễn Kiên có rồi ạ. Trần Thị Tú Trinh có rồi. Ly Trang có rồi. Con này mấy chị nè, cái con đầm tầng màu đen nè mấy chị. A51 cho Mỹ Mỹ. A52 dùm em nè, chờ lấy chốt em mà A52 nè. A52 này lai đủ màu rồi nha mấy chị. A51 cho Võ Lý. Chè màu đen nhìn đi, ôi màu đen nhìn. Mấy chị ở ngồi mấy chị mặc đẹp lắm mấy chị. Đây nè, 60kg, 55kg. Chờ lấy A51 là mà A51 với em đi ạ. Còn cái này ghi em mà A52 dùm em nè. Xách bi lúc nãy chị. Xách bi lúc nãy cho Nguyễn Lê.
Rồi cái này ghim em mà A52 dùm em nè, đẹp lắm mấy chị. Con này em lai đủ màu rồi nha, đủ màu luôn rồi đó nè. Đẹp chứ mấy chị nè, tan mát nè. Rồi cái này ghi liềm em luôn ha, chốt liềm em mà. Rồi sáng mà chị sẽ lai cho tao cho em luôn cho em nha. Nè mấy chị nè, cho mấy chị nha, cái này là đầm tầng dùm em nè. A52 cho Trâm Lê Minh, Nguyễn Lê có xếp bi rồi chị nhỉ. Tầng nha mấy chị nha, rồi chiều lấy chốt em mà A52 dùm em. A52 dùm cho em ha, nguyên một cái đầm tầng mấy chị ơi. Giá 99 nghìn. Tỉnh chưa? Tỉnh sò lắm nha, chiều lấy chốt em mà A52 dùm em. Ghi em mặc A52, cái đầm tầng đó đẹp lắm mấy chị. Xinh lắm luôn ấy. Và cái này ghi em mặc A52 dùm em đẹp. A52 cho Hà Vy. Ở đơn này thứ năm anh em sẽ gọi chút đơn cho mấy chị khách mới ha. A52 cho nhỏ gái. Bên em luôn đơn cho mấy chị tới thứ năm luôn. A52 này đẹp lắm mấy chị, lấy đi mấy chị. Trời ơi, A52 như Trần Thị Tú Trinh. Bà nào hay bán hàng này thì lo lấy đi mấy chị, 99 ngàn chứ không ok. Rồi cái này duy nhất dùm em. Lấy cái liền mà A52 giúp em nha. Duy nhất một con nè, size S nhưng mà 52 ký ok. Chốt em mã duy nhất dùm em. Nó có giá gì nè, xin chưa, duy nhất size S 52 ký đổ lại, đẹp lắm. Không, con này mấy chị 50 thôi mấy chị, 50, 51 ký thôi. Thì về thì mấy chị duy nhất dùm em có con lớn mã duy nhất giúp em nè, 99 ngàn mấy chị hả? Rồi nằm trắng duy mấy nhất mấy. Anh chốt cho chị Phạm Trang. Rồi size L dùm em nè mấy chế, đẹp chưa? Ôi màu trắng là đúng xuất sắc luôn ấy. Cái này đi đám cưới này kia mặc con đầm trên người đây, 99 ngàn đây nha. Yeah. Rồi cái này chiều lấy chốt ok thôi hoa 53 dùm em, chốt em mã 53 dùm em nè. 99 ngàn dùm em ha. Size cho mấy chị 55, 56 ký ok dùm em. Hàng này mấy chị lấy liền đi mấy chị, đẹp chưa? Màu trắng nè. Màu trắng nha mấy chị nha. Mấy cái đầm này mà màu trắng rất là xinh luôn á mấy chị nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi dùm em luôn. A53 dùm em màu trắng nè. Em like cho mấy chị màu bò, màu tím. Vậy em lên cho mấy chị màu trắng ha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em luôn. A53 dùm em, màu trắng dùm em. Chốt em mà A53 màu trắng dùm cho Hải nha. Size cho mấy chị em có size L nè mấy chị. Size L nha mấy chị nha. Chốt em mà A53 dùm cho A53 nha. Chiều lấy chốt em mà A53 đẹp lắm luôn mấy chị. Màu đó đúng đẹp luôn, màu trắng gì chứ đầm màu trắng là không bao giờ mà dạ gọi là phải là đỉnh lúc nào. A53 chứ Lê Rốt. Mấy chị Hải học mong muốn đầm màu trắng lúc nào phải gọi là trắng. A53 cho Nga Huỳnh hai con. Rồi A54 dùm em. Rồi cái này ghi em mà A54 cho chị nào lúc nãy không chốt được nè. Rồi ghi em mà A54 dùm cho Hải nha. Chốt em mà A54 dùm cho Hải chưa đẹp luôn. Đây nè, tay bồng nè mấy chị, tay bồng cho Hải nha, tay bồng nè, phối cho mấy chị nè, siêu bồng luôn ấy nha. Và cái này chiều lấy thì chốt thì em A54 luôn chưa ạ. A54 nha, A54 hàng to luôn đó mấy chị. Con này đúng đẹp luôn ấy. A54 hai con vô trong lên mình. A53 lúc nãy cho vợ Lý. Con này đẹp lắm mấy chị. A53 em thích chưa? Thì cái đầm màu trắng nó đẹp, con này đẹp luôn ấy. Còn em mà A54 dùm em mấy chị. Đẹp lắm, cái đầm màu trắng nó xinh đẹp luôn mà mấy chị không chốt. A54 cho Nguyễn Kiên. A54 cho Ngôn Kiều. Dạ con đồ bộ mấy chị, con đồ bộ nha, nhưng mãi chưa ai được á. A54 cho Nga Huỳnh. A55 dùm em. A54 cho Nguyễn Nhi. Y như vậy luôn, màu xanh. Màu xanh cổ Việt ha. A55 dùm em. Rồi ghi liền em mà A55 size L. Rồi em nghĩ là mấy cái size này mấy chị khó kiếm lắm luôn ấy nha. 56 cái đổ lại em ok nè. Hoặc luôn ấy, mấy cái hàng này nè mấy chị. Này size nè. Mấy chị nhìn hàng
Rồi xin ghép luôn với mấy chị nha. Còn cái này chị họ lấy thì chốt tìm em nè. Chốt tìm cho Hải nha. A56 à mấy? A55 dùm em. Chốt em mà A55 size L dùm cho Hải nha. Mấy cái hàng váy như thế này nè, không bao giờ mà có 99.000 đâu mấy chị. Đảm bảo luôn nha mấy chị nha. Đây nè. Nhìn tan mát này mấy chị. Size L dùm cho Hải nha. Chốt tìm em mà A50. A55 lên giúp em ạ. A55 dùm em. A55 cho Nguyễn Kiên. Đấy hả? Này mấy bạn bán mà để dành tới Tết mấy bạn bán vô tư luôn á. Này này bán tư. A55 cho Phương Phương Tròn. Cho kia liền em mặc A55 dùm em. A55 cho Lê Rốt. A55 lên giúp em mấy chị nhỉ. Nghe mình lấy xếp bi này không thì nghe mà thì sai con ra A nè. Rồi ghi liền em mã A57 dùm em nè. A57 nha, tay nè. Tay nhúng hai bên. Kèm chân quái nè mấy chị. Ôm cho mấy chị SML để mang vô tô dùm em ha. Nguyên xét 99.000. A5 mấy con rồi? 7. A57 dùm em nè. Chào lấy chỗ em mã A57. A57 lên với 99.000 mấy chị nhé. Em A57 xếp bi nha, kèm áo không mỹ cho mấy chị nè. Nguyên xếp chân quái xếp ly nè. A57 dùm em. Chúc em mà A57 dùm em. A56 cho mình mất kia nè. A56 thì mất kia chốt rồi đúng không? A56 đâu có, mình đã quên là A57 cho Nguyễn ăn đi. Mấy chị, nó có được có 3 xếp này thôi. Nó được 2 xếp xây mờ thôi. Giờ lấy thì chốt nè. Có 2 set. A57 cho Phương Phương Trần 2 set. Size M 55kg nha. A58 dùm em nè. Được 2 set thôi à. Đây nè mấy chị. A57 cho Suki Ly. A58 nè. Size M nha. Áo màu đen nè. Chân quái nè. Chân quái rút luôn ấy. Đẹp lắm. A58 dùm em. Size M nè. A57 cho Nguyễn Kiên. Để coi có gì. Rút dây nha. Tìm mấy chị rút á. Xinh lắm. Cái áo của nó đẹp. A57 cho Tuyến Trinh. Áo nó đẹp lắm. Cái này là em cột xương xương nha. Chứ lúc mấy chị mặc lên mấy chị quấn dây nó mới đẹp nha. Đây nè. Thấy không mấy chị ơi. A57 cho Nguyễn Quỳnh Như. A58 dùm em. Cái này lúc mặc lên quấn dây mới đẹp được. Này có hai mặt. Hãy hay mặc cái con áo quấn này lắm luôn, mặc xinh lắm mấy chị. Rồi cái này ghi em mà A58 dùm em. A58 dùm em. A57 cho Nguyễn Giai. Rồi ghi liền em mà A58. A57 cho Hằng Nguyễn Thị Mỹ. A58 mấy chị lên SM dùm em nha. Size S là 52kg, size M 55. 55kg giờ lấy xe gì mình xe đó dùm em. A58 cho Thiên Di. A58 kèm size SM kìa. SM lên đi mấy chị ơi. Anh tập cái đó xem. A58 kèm size lên giúp em đi mấy chị ạ. À được, cái này còn nè. Chị nào không chốt được nè. A58 kèm size SM dùm em. Mấy chị ơi, đợi em xíu. Đợi em xíu nha, em sẽ mặc cái set đỉnh đỉnh này lên nè. Mấy chị chốt. A58 nó kèm size SM lên lại với em đó mấy chị ạ. Ok chị Nguyễn Kiên nha. A58. Phương Phương Trần A58 SM. Trần Thị Tú trên A58 size M. A58 nó chỉ có SM không có L mấy chị nhỉ?
28 cây size M lên giúp em ạ. 99.000 cái gì hả? Cố gắng chia sẻ like tương tác lên giúp em đi mấy chị hả? Trời, cái set này xinh lắm mấy chị ơi. Nhưng mà size nó hơi bị nhỏ một chút xíu. Đợi em xíu nha. Đây cái set này, cái áo của nó dài như này. Áo nó dài xuống đây luôn mấy chị ơi. Nói chung là phủ đó mấy chị. Cái này em có hai màn. Chờ đợi tôi đổ luôn mấy cái này. Cái này ra để lấy. À, 57 là set chân váy bi phải không ạ? Đúng rồi chị Hồng, cái gì dạ, mấy? Đúng rồi mấy chị ơi, chân váy bi nha. Đây nè. Cái set này em may nè mấy chị này. Nhưng mà cái size nó nhỏ nha. Size này tầm khoảng cho mấy chị nào mà 50kg đổ lại thôi mấy chị. 50kg đổ lại ha. Chờ lấy thì chốt em mà set em may. Size nhỏ lắm mấy chị ơi. Size nhỏ xíu nè. Size này gì là con gái mua cho con gái mà kỹ thương. Size này gì là con gái mua cho con gái mà kỹ thương á mấy chị. Thương lắm luôn nha. Cái này nó giống như là con yếm á, tặng kèm mấy chị cái áo bên trong vậy đó. Nhưng mấy chị hiểu nha. Yếm tặng áo bên trong á. Rồi cái set này nè. Cái này có set eo này mấy chị. Cái này có set eo nha. Cái này lúc nãy có like rồi nha. Nhưng mà hết sạch rồi mấy chị. Cái này chị lấy thì chốt đi dùm em nè. Ghi liền em mãi nha mấy chị hiểu nha. Ghi liền em mãi số 1 set eo dùm em ha. Đúng được 3 set nữa thôi mấy chị. 3 set nha. Set eo này phone này cho mấy chị 55-56kg đổ lại mày ok dùm em. Hãy có đúng 3 set cuối cùng đó mấy chị. Set này đẹp lắm. Mã số 1 dùm em ha. Set eo nhưng mà size nhỏ thôi mấy chị. Tầm khoảng 55-56kg đổ lại thôi. Nhớ mấy chị hiểu nha. Mã số 1 dùm cho Hải nè. Set này đúng đẹp luôn. Cái quần của nó đẹp lắm mấy chị. Nè. Nhìn cái quần này. Nhớ mấy chị hiểu nha. Ghi liền em mã số 1 set eo dùm em. Mã số 1 set eo dùm em ha. Được 3 set nè. 3 set nha. Mã số 1 set eo cho chị Tuyết Hà Nẵng. Mã số 1 set eo cho Hải nha. 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 Chị lên mã số 1 thấy em giúp em ạ. À. Này cái này lấy được cho mình. Rồi màu tím được 3 con. Mã số 2 màu tím. Mã số 2 size M. Mã số 1 size C chị Nga Huỳnh. Mã số 1 size D chị Lê Rốt. Rồi cái này ghi liền em mã số 3 dùm em nè. Mã số 3 này size M hãy được 2 con này. Mã số 3 chị lấy cho em mã số 3 dùm em. Đẹp chưa? Ghi em mã số 3 nha. Mã số 3 dùm cho Hải nè. Mã số 3 này đúng được 2 con duy nhất thôi. Hết sạch rồi nha. Mã 3 dùm cho Hải. Chị nào lấy thì chúc em mã số 3 size M này. 2 con 3 con này. 3 con ha. Chúc em mã số 3 được 3 con này. Mã số 3 cho chị Bella Ngọc Nguyên. Và cái này ghi em mã số 4 dùm cho ai. Mã số 4 hãy được 2 con size M luôn. Đẹp lắm. Mã số 3 cho chị Minh Hạnh. Đây mấy chị. Mã số 4 dùm cho ai. Size M luôn mấy chị. Đây, mã số 3 bên em còn một con chị nào chốt giúp em. Mã số 4 size M. Đẹp quá luôn ấy. Hết tay lúc nãy hết rồi chị Nga bên nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 4 giùm em nè. Đẹp lắm. Con này siêu đẹp luôn. Còn mã số 3 chị Nga chốt trước thôi giùm em. Mã số 4 giùm em ha. Thêm M55 cái đổ lại. Thì 2 set nè. Chào lấy chốt giùm em mã số 4 giùm em ha. Ghi em mã số 4 hãy được 2 set duy nhất mã 4 nè. Mã số 4 xem mời cho chị Kim Thanh Nguyễn. Hãy gặp mấy chị luôn cái set này rất là đẹp nha. Kèm đai nè. Ủa cái này màu đen nè mấy chị. Quần màu đen cho Hải nè mấy chị. Quần màu đen nha. Chị nào lên mã số 4 giúp em ạ. Kèm áo sơ mi dùng cho Hải. Size này mấy chị 55-56kg đổ lạnh em ok dùm em. Rồi cái này ghi liền em mã số 5 dùm em. Chúc em mã số 5 dùm cho em ha. Ghi em mã số 5 dùm cho Hải nguyên set cho Hải luôn nè. Kèm đai nha mấy chị yêu nha. Size cho mấy chị 55-56kg SML đều em ok cho Hải luôn. Kèm đai cho Hải luôn. Mã số 6 dùm em nè. Cái này đúng đẹp luôn, một cái quần sọt nè mấy chị. Kèm đai chải luôn ha. Cho lấy chốt tìm em, coi dẫn nè. Chốt nhanh dùm em ha, mã số 6 dùm chải. Hãy có cho mấy chị được 3 set mã số 6 ha. Cái này đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm mấy chị.
Rồi ghi liền em mã số 6 giùm em nè mấy chị. Mã số 6 nha mấy chị nha. Ghi em mã số 6. Mã số 6 lên giúp em ạ. Mã số 6 giùm em ha. Khách là no like lại ơi. Rồi cái này ghi liền em mã nha mấy chị nha. Ghi liền em mã này là mã số 6 giùm chị. Để lên xem chấm tương tác lên giúp em nè mấy chị ơi. Mã số 6 ạ. Mã số 6 này có 2 xích đen thôi, đẹp lắm. Mã số 6 này đúng đẹp luôn á nha nè mấy chị. Quần đen áo cho nó đẹp coi là đẹp luôn á. Cái này dễ thương lắm luôn. Chị chạy cái nâu này chị kìa. Cái này mình cọ sao nó không bị chặt. Thôi như cho coi coi. Ba chị biết cái set nâu đó là cái gì này? Tay cùng. Chân cùng, chân cùng. Này là giống như váy á. Nhiều hoàng quá mấy chị ơi. Lại. Có màu xanh rõ đậm nữa kìa. Con này nó giống với con mà con này giống với con màu màu hồng lúc nãy nè mấy chị, màu cam sữa nè, xinh chưa? Không, à, màu cam và màu cam đất đó mấy chị, màu cam đất dùng cho Hải nha. Đi mà số 4 CM nãy đây này chị. Số 4 CM nãy giờ tâm tâm. Coi mã số 6 dùm em, mã số 7 dùm em nè, mã số 7 nha mấy chị nha, mã số 7 dùm em 99.000. Em bán mấy chị cái hàng này 99.000 thật sự mấy chị luôn ấy, rẻ lắm luôn á mấy chị nha. Hàng tao bao không bao giờ có đâu mấy chị nha mấy chị nha. Nha mấy chị, mấy mẫu đơn giản như thế này nè nhưng mà rất là đắt tiền mấy chị. Mấy chị cứ lên tao bao sợt đi mấy chị. Hàng này không bao giờ có luôn ấy nha mấy chị yêu nha. Mà em bán mấy chị 99.000 một con màu cam gạch nè. Cam gạch giùm em ha, đơn giản. Lên mã số 7 giúp em mấy chị nha, cam gạch ạ. Mã số 7 giùm em, cam gạch giùm em. Đẹp lắm luôn á trời. 99.000 ở đâu mà ra được mấy chị. Hàng bán cam gạch mà số 7 99.000 cho Nga hồn. Siêu rẻ luôn nha mấy chị yêu nha. Mã số 7 99.000 cho Thảo Phạm. Bán 99.000. Còn chốt với thôi em mất bán cái gì đây mấy chị. Ưng rẻ, ưng đẹp nữa mấy chị nè. Số 7 99.000 cho Đức Lê nè. Còn cái này ghi liền em mã này là mã số 9 dùm em, mã số 8 dùm em. Ghi em mã số 8 dùm em. Số 7 99.000 cho Phương Thảo. Đức Lê Nẵn có rồi ạ, chị nào lấy chú liền mã số 7 99.000 lên giúp em luôn ạ. Còn cái này ghi liền em mã số 8 kìa. Giờ lấy mã số 7 màu cam gạch ơi, mã số 7 giúp em mấy chị ạ. Thì mấy chị nè. Rồi mã số 8 giùm em ha, có dây tăng đôi giùm em nè. Mã số 8 giùm cho Hải nha, dây tăng đôi giùm em nè. Đẹp chưa? Đây, size cho mấy chị 55 cái đổ lạnh này ok. Giùm em mã số 8 giùm em. Chúc em mã số 8 nè mấy chị ơi nha. Số 8 giúp 9.000 lên giúp em à. Hai. Mã số 8 hai set cho Nguyễn Kiên. Mã số 8 giùm cho Hải 99.000 nè. Cam viên, cam viên nữa. Còn ghi liền em mã số 8. Mã số 8 màu xanh vỏ đậu này mấy chị lấy đi. Xanh vỏ đậu được lắm. Số 8 99.000 cho Phương, Phương Trần. Ghi em mã số 8 dùm em ha. Quy xét rút dây. Ghi em mã số 8. Số 8 99.000 lên giúp em mấy chị ạ. Số 8 cho cam cho chị Viên Nguyễn. Ok Thảo Phạm đi. Rồi cái này ghi em mã số 8 dùm em. Số 8 cho Nga Huỳnh. Tại còn 4 set giờ lấy gì chút rồi nha. Tôi đúng mở lên mở số 8 cho em đây mấy chị ơi. Chứ mấy chị nghe à. Ghi em mở số 8 giùm em ha. Xếp hai mối bộ áo tơ á mấy chị. Cái này áo tơ cho Hải nha. Áo tơ giùm cho Hải. Ghi em mở set giùm em. Mở số 8 em còn 2 set cuối cùng giờ lấy chút luôn nha đây mấy chị ơi. Đây cái này cho chị nào mẹ không chốt được màu cam. Màu áo màu cam chân quái màu xám giùm em. Cái này ghi liền em mở này là mở số 9 giùm em nè. Mã số 9 size M nha, 55kg đổ lại mẹ ok giùm em. Một cái áo này mấy chị nè. Thì mấy chị nha, kèm cho mấy chị chân quái rút nè. Size M cho Hải nha, cái áo này phía sau của nó còn. Số 8 ai xếp cho Minh Khoa Châu, 99.000. Nhìn mối gồm em nè. Gồm. Đó. Đó. Chưa gì cũng chuyện, ghê gì cũng ghê. Để ý chục lần rồi nó là một lần. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt tiền em mã số 9 dùm em. Size M nha, 55kg để lại mình ok dùm em. Áo là màu cam sữa dùm cho Hải nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em nè. Áo cam sữa dùm cho Hải nha. Chân váy xám dùm em nè.
đẹp lắm mấy chị. Cái này 55, cái đũa lạnh men ok nè. Cái chân váy này nó giãn mấy chị nè, nhưng mà chất rất là sạch nha, sạch lắm. Và chị nào lấy chốt thì em mã này là mã số 9 dùng cho Hải, size M dùm em, 55 cái đũa lạnh men ok dùm em. Kim em mã số 9 nha, nó giống cái áo màu xám này, màu cam em có lên rồi á, nên là chị nào nãy không chốt được thì chốt lại. Lên mã số 9 giúp em ạ. Coi giãn dùm em ha. Kim em mã số 9 dùm em, size M dùm em. Mã số 9 size M, SM nha. Chào lấy size gì của mình size đó dùm em. Rồi set B. Rồi cái này là set B nha mấy chị ơi nha. Set B dùng cho Hải này, chào lấy cho em mã set B. Set B này phi size em may cũng vừa hết nha, em may cũng vừa hết nha mấy chị nha. Vẽ qua hàng sale nha mấy chị nha. À, còn đó thì ở bữa hai like tiếp, giờ không có like nữa mấy chị ạ. Rồi cảnh cảnh mà 10 set mà còn 6 set mấy chị ạ. Nha. Rồi cái này ghi liền em luôn mấy chị. Rồi cái này ghi em mã set B dùm em. Set B nha mấy chị ơi nha, bán rẻ là phải hết mới like được mấy chị ơi. Bán rẻ càng rẻ mà còn càng rớt like nữa thì chết em luôn á mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. Rồi cái này ghi liền em mã set B dùm em. Set B nha mấy chị ơi nha, chân váy này SML đều mang ok dùm chạy luôn. Chào lấy chốt em mã set B dùm chạy với giá là 99.000đ. Cho em mã set B. Chào lấy liền mã set B lên giúp em nha. Set B cho chị Phương, Phương tròn. B dùm cho Hải nha. Chốt em mã B dùm đi. 99.000đ dùm. B 99 gì đi. Set B 99.000đ là giúp em nè. Kim em mã B 99 gì đi. Đây cái này nè mấy chị, cái này là vàng này là lên chưa mấy chị nè. Cái này chưa lên nè. Và cái này chờ lấy cho em mã vàng giùm em nè, 99.000đ. Vàng giùm em ha, 99.000đ giùm chị. Hãy có cho mấy chị được 3 con, 4 con ha. Và ghi em mã vàng giùm em nè. Xin cho. Bạn cho Hải nha, 99.000đ. Hãy có cho mấy chị được 3 con, 4 con thôi. Chờ lấy chút em mã vàng giùm em. Vàng này hãy có cho mấy chị được mấy con nè. Vàng này nó giống với con màu nãy em lên màu xanh rồi mấy chị, màu xanh hay là màu cam gì không nhớ nữa. Má là má sườn dùng cho Hải nè. Size L nè, 55 cái đủ làm em ok. Chờ lấy cho mẹ mã vàng lên giúp em luôn mấy chị ơi. Mã vàng dùm em rút dây nha. Vàng dùm cho Hải 99.000đ dùm em. Vàng cho Hải nha, 99.000đ. Phải lên cho mấy chị bộ lụa hen. Sao mở đầu đẹp như thế này mẹ rớt lại. Mấy chị thấy em làm cho em like cho được mấy chị. Nè. Ừ, sao mở đầu nè. Vàng vô. Hả? Ôi đúng, nhiều hàng đẹp quá trời đẹp luôn. Bán vàng cho dì Minh Khoa Châu. Bán 99.000 mà y như là bán còn hơn là gì nữa mấy chị ơi. Đang bán 100 mấy ngàn một bộ lại. Cái bán rẻ như thế thôi mấy chú. Còn bán này qua hàng bộ cắm nha mấy chị ơi nha. Không phải bán rẻ như thế đâu mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Rồi cái này gắm này mấy chị, 79.000 dùm em ha. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt em mã gấm hồng dùm em. Gấm hồng nha mấy chị ơi nha, 99.000 dùm em. Chốt em mã gấm hồng dùm cho Hải nè. Ghi em mã gấm hồng dùm em, 99.000. Đây Hải có cho mấy chị nè, một set duy nhất ha, 79.000 dùm em ha. Cái này là gấm dùm em nè. Hải có một bộ nha, mỗi mã em có một bộ thôi. Chờ lấy chốt em mã gấm hồng dùm em. Gấm hồng nha mấy chị ơi nha, chốt em mã gấm hồng dùm cho Hải. Gấm hồng 79 thôi. 79.000. Gấm hồng 79.000 lên giúp em nha. Gấm hồng 79.000 giùm em. Rồi cái này ghi liền em mã vàng giùm em nè. 79.000 giùm cho Hải nha. Chốt em mã vàng 79. Cái này là hàng gấm nha mấy chị ơi nha. Mấy chị thấy nè. Hàng gấm này rất là cao luôn, nó cao hơn cả hàng lụa của mình bình thường nha mấy chị ơi nha. Gấm thiết kế thì nó cao hơn của hàng này kia luôn. Nên là em về cái này em về ít lắm luôn, cái này và em về hàng sale quá mấy chị. Chứ không có về nhiều nha, số lượng nó không có mã mà đều răm rắp 10 cái hay là 20 cái nha. Cái này chỉ có cho mấy chị là mỗi mã được là 1 cái, 2 cái, 3 cái thôi. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em nè. Cái giùm em. Chốt đi giùm em nha mấy chị nha. Chốt đi giùm em. À bộ gấm này là hàng 60 kg đổ lại mấy chị, phôm này phôm to á. Bộ gấm nhải là phôm to nha. 60 kg đổ lại men ok chạy. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em luôn. Gấm vàng 79.000. Gấm vàng 79.000 giùm em. Gấm vàng giùm cho Hải nha, 79.000 giùm cho Hải. Hãy không lên tao bao nữa mấy chị. Gấm hồng cho Như Ý. Ngày mai đăng lô hàng. Còn bán cái kiểu mà thấy hàng ra bề luôn. Cái xếp trắng này còn xếp này. Này size S thì mấy chị này còn không? Còn hết rồi. Xếp mở ra. Còn. Còn được 4 xếp. Rồi cái xếp này em còn 3 xếp này. Chờ lấy thì chốt đi. Gấm vàng cho Tuyết Nhi.
thật sự là bán mấy cái hàng này mà bán 99 ngàn, tại vì fanpage nó kém tương tác mấy chị nên like 99 ngàn đó. Một cuốn trôi nè. Cái này em mã tim nè. Tim dùm cho Hải nha. Có em mã tim dùm em nè. 79 nè. Có em mã tim. Ánh vàng còn. Rốt vàng nha chồng thì Kim Ly. Rồi cái này em mã tim dùm em nè. 79 nè. Mấy cái bộ này hơi bị chắc luôn ấy. Đợt trước mấy chị nhận hàng của nhà Hải 79 ngàn. Mấy chị đã đẹp như cỡ nào. Và riêng cái hàng này nha mấy chị yêu nha. Nó còn đẹp gấp đôi nữa. Và form của nó to hơn nha, 60kg đủ lạnh em ok dùm cho Hải luôn. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi dùm em nè. Ghim em mã tim dùm em, có bộ duy nhất rồi mấy chị. Bộ duy nhất cho mấy chị yêu nha. Chị lấy thì chốt em mã tim dùm em, một bộ duy nhất rồi. Tim 79 ngàn cho Thảo Phạm. Mấy chị nè. Chanel nè mấy chị. Không có dồn xuyến ơi. Rồi cái này ghi liền em cho mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mấy chị nè. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi dùm em nè. Gấm hồng dùm em, chị lấy chốt em mã gấm hồng. Kim nó như còn hết chứ. Bỏ nữa. Đi lấy đi. Kim còn. Tiếng mà. Ờ. À, không phải. Còn đúng rồi đó. Cái vừa vô đó. Còn một cái. Rồi cái này Kim em mã gấm hồng dùm em nè. 79 ngàn. Đây này mấy chị nè. Nhìn cái hàng gấm mấy chị nhìn nè. Nha. Cái hàng này mấy chị phải gọi là đỉnh luôn. Cái hàng nó đỉnh lắm. Nó không phải như hàng bình thường đâu mấy chị. Còn hai bục quá. Tiền nó khác mà. Rồi cái này chị nào lấy chốt em mà. Gắm hồng giùm em. 79 ngàn với Nga Huỳnh. Hồng nha mấy chị yêu nha. Đây cái này là tim, này là tim tim gắm luôn rồi mấy chị. Hàng này là gắm nha. Chị nào lấy chốt liền em mã số 5 giùm em nè. Kim em mã số 5 giùm em. Gắm nha mấy chị yêu nha. Em. Đẹp chưa. Rồi ghi liền em mã số 5 giùm em. Chốt em mã số 5. Kim em mã số 5 nha. 79 ngàn, mã số 5 dùm cho anh, 79 ngàn dùm chị. Mã số 5, 79 ngàn luôn giúp em mấy chị ơi. Đẹp chưa? Hàng gắm này mấy chị nè. Mấy cái hàng này mấy chị mang lên người mấy chị nè. Nhìn cảm giác mấy chị đi mua hàng 100 mấy ngàn không ấy nha. 100, 130, 100 mấy ngàn một bộ á. Tại vì hàng gắm này, mà massage nữa mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Ghim em mã số 3 dùm em. Số 5. Mã số 5 dùm em, 79 ngàn dùm. Gắm đỏ mã số 5, 79 ngàn chứ Nga rồi. Ghim em mã số 5 dùm em ha, 79 ngàn dùm em. Trời ơi, liền mã số 5 lên giúp em 79 ngàn ạ. Đơn đi. Hương Phạm, Hương Phạm, đơn chị như hôm bữa nó không có đủ đơn á chị ơi. Rồi cái này ghi em mã số 6 giùm em nè. Ờ, như chưa đủ đơn á chị. Chị, mã số 6 hãy có bộ nữa nè. Rồi cái này ghi em mã số 6 nha mấy chị nha. Một set duy nhất luôn, mã số 6 giùm em. Ôi mấy chị ơi, chắc đẹp lắm luôn ấy mấy chị nha. Siêu đẹp luôn ấy, không phải là chắc bình thường đâu mấy chị. Hàng này em nói thật mấy chị luôn á, đỉnh ơi là đỉnh luôn ấy nha. Nè. Ở số 6 giùm em. 6 đi Trang Phan. Rồi cái này ghi liền em mã số 7 giùm em nè. Đẹp không mấy chị. Còn của chị như là có hai cái gì 39 ngàn hả chị. Cái này là ghi liền em mã số 7 giùm em. Hàng lụa thiết kế nè. Trời ơi mấy cái bộ này mấy chị đi mua hàng trăm mấy ngàn một bộ không ấy. Đây nè. Rồi cái này ghi liền em mã nha mấy chị nha. Ghi liền em mã số 7 giùm em nè. Đẹp chưa. Form 60kg đổ lại mình ok giùm em. Mấy chị nhìn hàng nè. Nhìn nha mấy chị nha. Ở dưới của nó nè. Ghi liền em mã nha. Mã số 7 dùm em. Đẹp quá trời đẹp quá. Rồi ghi liền em mã số 7 nha. Form 60kg đổ lại mình ok dùm em. Chúc em mã số 7 dùm cho Hải nè. Ghi em mã số 7. Mã số 7 này em có 3 set. Số 7 chứ Nga Hồn. Gấm hồng. Gấm hồng lúc nãy chú cho bà tí. Rồi cái này quần dài em bán với chị 99 ngàn nè. Chị lấy chú em mã tặng 99 giùm em có set nè. Tặng 99 giùm em nha. Có set duy nhất nè. Kim em mã tặng 99. Một set duy nhất. LV giùm em nè. Đỉnh ơi là đỉnh mấy cái bộ này luôn á. Không biết hết tôi dạo này sao luôn hết bạn. Không biết bán cái gì luôn á. Em đi tìm hãy khác à. Kim này khác à. Có. À kim đó. Được. Mà số 7 này. Số 7 hay xếp cho Trang Phan. Rồi cái này ghi liền em luôn. Mã số 8. Xanh 99 ngàn cho Nga Huỳnh. Mã số 8 99 ngàn có được 2 xếp.
Mã số 8 dùm em, 99.000 có 2 set gì. Mã số 8 99.000 lên giúp em ạ. Rồi. Mã số 10. Mã số 10 79.000 dùm em. Ghim em mã số 10 79.000 đẹp quá kìa. Và ghim em mã số 10 79.000 dùm em, 79.000 mấy chị ơi. Tay dài là 99 nha, tay dài là em đang cái bộ này em sale thì em sale nha, tại vì em về nó sale thì em sale cho mấy chị nha, còn lại em bán bộ dài là 119.000. Chanel V. Mã số 10 dùm em, Chanel V có bộ. Chanel hết rồi mấy chị ơi. Và ghim em mã số 10 dùm em có bộ này. Số 10 79.000 cho Hà Vy. Còn cái này ghim em mã beo dùm em nè. Beo nha, beo này em có cho mấy chị được mấy set 79.000 nè. Chờ lấy chốt em mã beo dùm em. Beo này đúng đẹp luôn với mấy chị. Đây nè, 60 cái nữa làm em ok dùm em nè. Chờ lấy chốt em mã beo dùm em, 79.000 dùm em. Beo 79 dùm em ha. Đây nè. Cái 10 một bộ. Ừ, có một bộ hàng, có một bộ hàng ha. Không có nhiều mấy chị ơi, beo dùm em. Beo 79.000 thôi dùm em ạ. 79.000 dùm em. Cái hàng xanh này chẳng qua là ôm được ít tắt mới có giá này mấy chị ơi. Chứ bình thường làm gì có giá mà 79.000. Beo dùm em 79.000 dùm em nè. Kim em mã beo 79.000, bình thường không có hàng này 79 đâu mấy chị ơi. Còn kim em mã beo 79 dùm em. Rồi cái này là gấm dùm em nè. Gấm hạt nè. Gấm hạt này 99.000 nè. Chờ lấy chúng em mà gấm hạt 99.000. Beo 79.000 cho Trang Phan, beo 79.000 cho Nga Huỳnh. Gấm hạt dùm em nè. Đồ bộ này cho mấy chị 60kg đổ lại em ok nha mấy chị nha. Đồ bộ nó ít quá sai lắm mấy chị, không có sai nha. Còn cái này ghim em mã hàng 99.000, con hàng này chốt đi mấy chị. Hàng này hết rồi, còn 3-4 bộ nữa hết rồi. Rồi chờ lấy chốt em mã hàng dùm em, hàng này là gấm nha mấy chị. Gấm nè 99.000 dùm em. Rồi cái này ghim em mã hàng dùm em, 99.000 em có cho mấy chị. 99.000 cho Nga Huỳnh. Hàng dùm em ha. Rồi cắm vàng nè, 79.000 đùi nè mấy chị. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt em mã gấm vàng nè. Tại vì cái này em mở ra em có rất là... hai bộ cho Nga Huỳnh. Đây nè, đẹp chưa? Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. Đây mấy chị, gấm vàng dùm em nè. Gấm vàng này có bộ... cái gì cho Trang Phan? Đẹp chưa? Gấm vàng dùm em, 79.000 dùm em. Chốt em mã gấm vàng 79. À, chị Nga Huỳnh lấy cái bộ này không chị Nga Huỳnh? Tại vì em thấy nó xịn lắm luôn. Ngày này là hàng lụa mà lụa cao bao nha. Đây nè, lụa cao bao, chắc nó hơi bị xịn luôn ấy, xịn lắm. Đây nè, set 3 lỗ mà có 79.000 mấy chị. Lụa của nó hơi bị xinh luôn ấy, đã lắm. Hạt hết rồi chị Thấm ơi. Còn nè. Hả? Còn chị. Bộ hạt 99 á. Lụa 3 lỗ mà 79.000 mấy chị. 3 lỗ dùm. Gấm vàng 79.000 cho Trang Phan. Rồi cái này ghi em mã 3 lỗ dùm em. 3 lỗ nha, 79.000. Cái 3 lỗ này mặc tướng lắm luôn. Cái 3 lỗ này 60kg mang vừa luôn á. 3 lỗ dùm em. Số cái ngày mang lỗ dùm. Bộ hàng 99.000 lúc nãy gì Thấm? Rồi trước em mã 3 lỗ dùm em. 3 lỗ này tướng lắm. 79 luôn à. Ừ, 79.000. 3 lỗ 79.000 cho Nga Huỳnh. Trời ơi, xinh lắm. 3 lỗ 79.000 cho Thị Tú Trinh. Kim em mã 3 lỗ dùm em. Hạt có nhiều không? Hạt tròn. Hạt 99.000 lúc nãy cho Nabi. Nè mấy chị Nga lấy cái này lấy 2 set đi. 3 lỗ 79.000 cho Trang Phan. À chứ, lấy mấy cái bụng có mút ngực nó lấy. Để cho mấy người đã còn đúng không? Cái đó mút cái đường thì không, 700.000. Còn 3 bên kia. Còn nè chị Nga Huỳnh lấy cái bộ này đi, em nói thật mấy chị luôn ấy, cái bộ này nè em nhập vô trên giá 79.000 nhưng mà em đang like cái bộ 79.000, thành ra em phải like cho mấy chị cái này 79.000. Bao lỗ hết rồi mấy chị ơi. Đây nha, thành ra em phải like cái này mà em nói mấy chị cái bộ này nè em nhập vô cao 10.000 em bán mấy chị lỗ hình như là ra tính ra lỗ như là 6.000 hay là nhiêu á nha. Đây nè, em vẫn bán cho mấy chị 79.000 luôn. Hàng này là hàng thiết kế luôn đó mấy chị. Đây nè, xinh lắm nha, gấu xanh này mấy chị. Từ chị Trang Phan này tọt chưa vậy? Chưa, Trang Phan là ai vậy? Ủa, Trang Phan mới mua có lần.
Chị Trang Phan, chị Trang Phan ơi, cọp với em rồi chọn tiếp gì nha. Nãy giờ chọn nhiều quá rồi không biết. Trang Phan hết cũ. Hả, cái cũ được cái này nè. Xanh nè, màu xanh này đẹp lắm. Chị Trang Phan ơi, cọp đi rồi chốt thêm chị ơi. Chị Trang Phan cọp lại với em rồi chọn thêm chị nha. Rồi ghi mẹ mà xanh, cái bộ xanh này đẹp lắm. Hãy có đăng hình rồi đó mấy chị. Gấu này, gấu xanh nha, bộ gấu này đẹp lắm. Chị ơi là đẹp luôn. Cọp đi chị ơi, cứ cọp đi rồi chọn thêm. Thì đơn hàng của mình cũng nhiều lắm chị ha. Nãy giờ em tưởng là khách khách cũ bên em. Cọp đi rồi chỗ. Xanh bao nhiêu? Xanh 79. Xanh 79 ngàn hay giới cho Nga Huỳnh. Cũng yên tâm được mấy chị ơi, không ngủ ngon được mấy chị. Gắm Mickey này mấy chị. Cái bao ngày mai chị like nữa nha. Xanh 79 ngàn cho Thảo Phạm. Rồi cái này ghi liền em luôn. Chốt liền em ha, gấu xanh còn ha. Gấu xanh 79 ngàn cho Nguyễn Kim Cúc. Nè mấy chị, Mickey dùm em nè, 79 ngàn có con nè. Mickey dùm em, 79 ngàn. Mickey 79 ngàn dùm em nè, chờ lấy chút em mà Mickey 79. Gấu xanh 79 ngàn cho Lê Thị Hồng Nhân. Cái bộ này có bộ này mấy chị ơi, 79 ngàn. Bộ này nó có bộ 79 ngàn à, size M này mấy chị. 79 ngàn nha, em nè. Nó có dây tăng đơ luôn, nó có bốt ngực luôn rồi. Đây nha. Rồi cái này chị lấy chút đi dùm em. Mấy cây 79 ngàn cho Ly Lê. 79 ngàn. Đây nè mấy chị. Có bốt ngực luôn, có dây tăng đơ luôn rồi nha. Chút đi dùm em, mã này là mã dây dùm em. Mã dây nha, mã dây này có cho mấy chị được một bộ. Dây nha mấy chị nha, một bộ duy nhất luôn. Dây nha, một bộ à. Dây cho Văn Thiên Y. Chị Nga Huỳnh có nè. Có nè, có nè, có một hát nè. Ghi mê mã số 8 dùm em nè. Bộ này xinh lắm nè. Đúng đẹp luôn á mấy chị. Chị Trang Phan nhưng mà nó nhiều quá chị ơi. Nên là chị mua bên em muốn chắc thì cọc cho em bên cọc em ạ. Cọc 200 cũng được chị ơi. Rồi cọc 200, 300 ngàn gì cũng được ạ. Rồi khi nào đi đơn thì em sẽ trừ cho chị thôi mà. Mấy chị hiểu khoảng cọc rồi mấy chị chọn thêm nha. Bộ nó có một bộ. Cái này em đặt mã số mấy không biết tiền. 8 rồi. Mã số 8. Cái mê mã số 8 cái này chị Nga lấy 2-3 set đi đẹp lắm. Dây 79 một bộ mà. Số 8 79 ngàn cho Vivi. Trời ơi mấy chị lấy cái bộ này về mặt đi. 8 79 ngàn cho Thiên Nhiên Thanh. Trời ơi cái bộ này xịn lắm. Giờ lấy cái liền mã số 8 đó giúp em 79 ngàn mấy chị hả? Kim em mã số 8 nha, 79 ngàn dùm em, con này xịn xò vô cùng nhé. Rồi kim em mã số 8 dùm em. Kim em mã số 8 nha, bộ này đúng xịn luôn á nha. 8, 79 ngàn cho Vũ Thiện Tâm. Kim em mã số 8 dùm em. Rồi gắm xanh dùm em nè, chờ lấy chút em mã gắm. Gấm xanh này mấy chị, mua mấy cái bộ này về mang đi nha, chắc đúng đẹp luôn. Buổi trước chế nào mua mấy cái bộ của Hải này xuất sắc, còn đợt này là còn xuất sắc thêm nữa mấy chị. Này, đẹp chưa? Gấm xanh giùm em nè. 89 ngàn cho Hằng Nguyễn. Đẹp chưa? VV có mã số 8 rồi chị nhá. Gấm xanh giùm em. Và cái này ghi em mà gấm xanh này. Gấm xanh nha, 60kg nữa làm em ok, có 79 ngàn một bộ thôi. Kim em mã gấm xanh nha, gấm xanh dùm em có được 2 bộ thôi nha. Số 8, 79 ngàn cho Văn Tini, cho cô Tê Viên. Và cái này ghi liền em mã số 9 dùm em. Gấm xanh 79 ngàn cho Văn Tini. Và cái này ghi em mã số 9 dùm em nè. Mã số 9 nha mấy chị nha. Chốt em mã số 9 dùm em nè, đẹp chưa, mã 9 dùm em. Cái này ghi em mã số 9 nha, 79 ngàn mã số 9 dùm em. Hồi chiều chị nào quên rồi cháy chị vậy, chị vậy. Bà chị kêu mình bằng cô nữa. Bò con thì Văn Tường. Bà số 9 đi. Chính 79 ngàn cho Nguyễn Kim Cúc.
Rồi cái này ghi liền em mã số 10 giùm em. Mã số 10 nha mấy chị yêu nha, chốt giùm em mã số 10. Rồi cái này ghi em mã số 10 giùm em có cho mấy chị một con. Mã 10 giùm em, một con duy nhất. Mã 10 nha, mã 10 Fendi này có con à, đẹp lắm mấy chị ơi, hàng nè. Mã 10 giùm em. Ghi em mã số 10. Rồi ghi liền em mã 11 giùm em gắm nè. Mã 11 là hàng đó. Đây mấy chị, chính là nào. Kim đẹp chưa? Mã 11 giùm em nè. Mấy chị ơi, vừa xem vừa chấm tương tác giùm em với. Vừa xem vừa chấm tương tác giùm em với. Cho mấy chị nha. Vừa xem vừa chấm tương tác lên giúp em đi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mã 11 79 ngàn giúp em ạ. Kim em mã 11 giùm em. Giấm xanh 79 ngàn lúc nãy cho Nabi. Cái này thì bị bỏ ra. Rồi cái này ghi liền em mã 12 giùm em. Ghi em mã 12 nha, 99 ngàn giùm em. Chúc em mã 12, 99 ngàn. Mã 12 giùm em. Không quên, mã 12, 79 ngàn giùm em. Rồi ghi liền em mã 12, 79 ngàn giùm em. Bùa lùa này nó hàng. Mã 12, 79 ngàn lên cho em. Ghi em mã 12 giùm cho em ha. Ghi cho biết cục này. Cục này mấy chị hỏi em nhiều nè. Em like cho mấy chị cục này nha. Chị gì hỏi qua mất tiêu rồi. Đây à, này nhiêu quên mất rồi. 109 ngàn. Chờ lấy chốt em mã 109 giùm em. 109 ha. Chờ lấy chốt em mã 109 giùm em. 109 này em có cho mấy chị được 7 set ha. 109 ngàn. Cho em được cái gì. Rồi cái này ghi liền em 109 ngàn. Ghi em mã set 109 cho mấy chị nha. Chốt em mã set 109 ngàn giùm em. Xem sen sen nhiều hơn sen đó, hơn sen rồi đó. Rồi cái này chị lấy cho em mã 109 giùm em nè. 109 này đẹp lắm mấy chị, siêu đẹp luôn ấy. Sen sen này mua mình nhiều lần rồi. Ừ. Không sen sen này. Rồi cái này ghi liền em ha. Đây nè, chốt đây nè. Em mới vừa đọc tên chị luôn á chị. Em mới vừa đọc tên chị luôn á, xem tên nè. Số 1 là dính cho Sơn Sơn. Đi chơi gì đi, có phải hàng bộ đùi đó gì. 82, 82 là cái này. 12 và 9 hàng cho Nabi. Rồi, 60kg đổi lại mấy chị ơi, bộ đùi 60kg. Rồi cái này ghi liền em mã số. Đây. Sọc 99 chị Nga ơi, đơn hàng của mình cũng nhiều lắm rồi chị ạ. Mua nữa thì cọc với em 200 ngàn vào tài khoản rồi chọn thí với em ạ. Tại vì chị mới có nhận hàng bên em có một đơn á. Và cái này sọc nha mấy chị nha. Sọc này hãy có cho mấy chị được một bộ thôi nha. Sọc này hết rồi. Sọc này hết rồi nha. Một bộ này em bán mấy chị 99 ngàn đó. Một bộ duy nhất thì bán mấy chị 99 ngàn ha. Rồi lấy chốt đi giùm em. Cái liềm em mã sọc 99 ngàn giùm em, dài tay. Rồi gắm giùm em. Số lượng 109 cho gom mà bầu. Rồi cái này ghi em mã gắm giùm em nè. Gắm nha, gắm giùm em nè. Chị nào lấy cho em mã gắm giùm em. Gắm rồi. Sọc 99 cho phu ý. Rồi cái này ghi em mã gắm giùm em. Gắm này có cho mấy chị một set nè. Nha, chị lấy cho em mã gắm giùm em. Gắm nha mấy chị yêu nha, một set duy nhất mà. Chị lấy cho em mã gắm. Rồi chờ lấy chốt em mã Dior giùm em nè. Dior nha mới chịu nha. Chờ lấy chốt em mã Dior. Dior nha mới chịu nha. Chốt em mã Dior hãy có cho mấy chị một set nè. Dior hồng giùm em. Dior hồng này đẹp lắm. Mấy cái hàng này em bán 79 nè. Thật sự mấy chị là không hay bán luôn á. Không hay bán được cái double này mà 79 nghìn hết đó. Dior hồng giùm em nè. Quá trời rẻ luôn á. Thật sự là quá trời rẻ nha. Gió hồng 79 ngàn cho thằng Trần 332.
Rồi cái này ghi liền em ha. Rồi cái này ghi em mã Mickey kem nè. Mickey giùm em ha, chờ lấy chú em mã Mickey giùm em nè. Chú em mã Mickey nha mấy chịu nha, Mickey màu kem giùm em có set nè. Mickey nha mấy chịu nha, màu kem giùm em, set một set Mickey giùm em nè. Đó chờ vậy. Rồi cái này gấm gấm Dior màu đỏ nè. Chờ lấy chú em mã gấm Dior giùm em nè. Gấm nha mấy chịu nha. Ở cái gì hàng chẳng biết gì nha. Mấy chị nhìn hàng đẹp chưa? Cái hàng gấm này mấy chị nè. Đây nhìn hàng dùm cho em ha. Nhìn nó bóng lên luôn, đẹp như thế này đây mấy chị mà 79 ngàn ở đâu mà ra được luôn. Nha. Và cái này ghim em mở gấm dùm em nè. Gấm nha mấy chịu nha. Chúc em mở gấm dùm cho em. Đây. Đây em mới chịu nha. 79 ngàn. Chúc em mở gấm Dior dùm em. Gấm Dior cho hải nha. 79 ngàn dùm cho em. Gấm thì 79 ngàn lên giúp em ạ. À, LV tiên. Tiên mẹ này có gì mà lấy chứ. Cái chị ở đây xeo không có gì. Rồi cái này chị lấy chốt em mã tim dùm cho hải nè. Rồi cái này ghi em mã tim dùm cho hải nha. Tim nha mấy chịu nha. 79 ngàn dùm em nè. Chốt em mã tim 79. Hải có cho mấy chị được một set nè. Hai set tim 79 hàng gắm hết luôn á. Mấy chị không thích gắm mà mấy chị gắm nó rất là xịn luôn á nha. Gắm nó xịn lắm, siêu xịn luôn á. Rồi chiều lấy chút may mắn nha mấy chị. Cái hàng gắm phải gọi là đúng đỉnh luôn á mấy chị nha. Đỉnh lắm. Nhìn cái vải của nó nè mấy chị. Rồi chiều lấy chút may mắn tim giùm em. Chút may mắn tim nha mấy chị yêu nha. Tim chứ chị Thảo Phạm. Khi mấy mã tiêm 79 ngàn gì nè. Tiêm 79 nha mấy chị nha. Trời ơi trời à. Xanh chứ gì nghe Huỳnh. Xanh gắn. À nãy chị nghe Huỳnh nói chưa. Em xem cái sách hồng lúc nãy đâu rồi ta. Hồng hồng lúc nãy đâu rồi. Hồng ba lỗ. Hồng ba lỗ chị lấy không? Không con hồng á. Hồng hết rồi. Đây này cái này nó có màu hồng này chị Nga Nguyễn lấy à, chị Nga Huỳnh lấy không nè. Y như vậy luôn màu hồng này chị lấy thì bấm ok nha. Y cái con màu kem luôn. Kem Mickey. Kem Mickey cho Lily Lily. Đây này mấy chị. Con ba lỗ màu kem này nó có màu hồng này lấy thì bấm ok. Lấy chốt này. Rồi cái này là màu vàng dùm em đi. Gấm vàng ha, chờ lấy chút em mã gấm vàng này, em có cho mấy chị một bộ nè. Cái hàng gấm này nó hơi bị xịn luôn đó mấy chị. Gấm vàng dùm em ha, chờ lấy chút em mã gấm vàng. Gấm vàng này có cho mấy chị một set nè. Đây mấy chị. Đây, siêu đẹp chưa. Dâu nè. Nha. Rồi cái này chờ lấy chút em mã gấm vàng dùm em. Hồng lúc này với Nga Huỳnh. Rồi cái này ghi em mã gấm vàng rồi nha. Vàng nha mấy chế ơi. Vàng cho Nga Huỳnh. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 dùm em nè. Mã số 1 dùm em ha. 79 ngàn có bộ nè. Mã số 1 cho Hải 79 ngàn. Hải có cho mấy chị một bộ nha. Chúc em mã số 1 Hải có một bộ duy nhất. Rồi mã số 2, một bộ. Cho em mã số 2 nha, một bộ duy nhất. Rồi ghi liền em mã số 2 giùm em. Ghi em mã số 2 giùm cho Hải nè. Mã 2 giùm em, có cho mấy chị một bộ. Đứa hàng này thứ 5 đi mấy chị nha. Rồi cái này là mấy nè. 109 ngàn, chờ lấy cho em mã 109 giùm em nè. 109 có sỉ giùm em ha, còn 79 nó không sỉ nha mấy chị nha. Đây nè. Đẹp chưa? Nguyên cái bộ mà bộ Gucci ong nè. Gucci ong cho Hải nha, 109 ngàn tay ngắn nha mấy chị. Bộ này màu đẹp mà chắc đẹp, ôi là đẹp luôn, hàng xanh. Nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em, mã này là mã 109 giùm em. 109 nha, 109 này có cho mấy chị một bộ. Chờ lấy chút em mã 109. Bộ xanh 109 lên giúp em ạ. Kim em mã xanh 109 nha. Còn cái này là gấm màu xanh đen quý chị. Màu xanh đen nè. Đây, quý chị thấy không? Này. Bất cười quá.
Một lẻ chín cho Kim Anh 191. Rồi cái này gắm LV nè. Gắm LV dùm đi. Cô xì cho một bộ hả? Này gắm LV có. Thôi cô xì một lẻ chín cho nghe rồi. Nhìn như sao không? Nhìn vô thấy cảnh báo của nguy hiểm. Nên mệt luôn. Cho chị bóng lộn cho chị. Đó là vi 79 ngàn cho Quỳnh Anh. Đây cái này là gắm Lucy màu hồng nè. Gắm Lucy màu hồng nha. Cái này chờ lấy thì chốt kìm em mã số 10 dùm em nè. Kìm em mã số 10 dùm cho Hải nha. Mã 10 dùm em nè mấy chị à, 79 ngàn dùm em nè. Cái mã số 10 này mấy chị lấy đi mấy chị. Đẹp lắm luôn ấy. Lucy nha. Gắm của nó nè chắc đã lắm. Bộ quần bo chung Gucci với áo thun màu trắng nó còn không chị? Áo thun màu trắng bộ mà 139.000 hết rồi. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi em. Hết rồi. Chị lấy gì bị bộ 139 còn không? 139 nó còn mấy bộ em đây luôn. Rồi cái này chị lấy chốt đi giùm em ha. Chốt em mã gấm hồng giùm em đi. Gấm hồng nha, gấm hồng này em có cho mấy chị mấy bộ này. Không có một 39 đó còn 39 đó còn. Con đang ngủ tự dưng thức. Đây cái bộ này có một bộ duy nhất cho bà nào chốt nè. Hết rồi đúng không? Cái xì hồng cho chị nghe hồn. Hết rồi á. Cái xì hồng cho nghe hồn. Đây mấy chị ơi, 139 ngàn nha. Đúng, không biết còn mấy bộ nha. Nói chung là một bộ, hai bộ thôi. Cái gì nào chốt nhanh thì được thì 139 ngàn. Chờ lấy chốt em mã set 139 dùm em. Ghim em mã set 139 nha. Set 139 dùm cho hay có đúng cho mấy chị một set thôi. Bây giờ là thấy một set thì chốt một set nha. Chờ lấy thì chốt đi dùm em nè. 139 ngàn tay bồng nè. Tay bồng nha mấy chị yêu nha. Set cuối cùng luôn ấy. Hết rồi nha mấy chị yêu nha. Cái này chị bị nhớ còn màu xanh đúng không? Cái này còn màu xanh đúng không? Xanh hết rồi. Và cái này chị lấy thì chốt liền nè. 139 ngàn có sỉ nha mấy chị yêu nha. Còn xét cuối cùng á. Về bao nhiêu cũng hết hết trơn á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. 139 ngàn chị lấy chốt em mã xét dùm cho Hải luôn. Cái hàng này là hàng loại 1 nha mấy chị yêu nha. Em bán mấy chị 139 ngàn. Chắc chắn mấy chị ra ngồi đi sỉ giá là 180, 190 luôn ấy. Không có rẻ hơn đâu. Tiện nhất em sỉ cho mấy chị rẻ chắc cũng phải là 5-60 ngàn á. Sỉ rẻ nhất là 5-60 ngàn ha. Chưa kể mấy chị mua lẻ chắc rẻ hơn trăm mấy ngàn á. Nha, thật sự luôn. Bộ 1390 lên bên. Mấy chị đi mua lẻ tiện nhất phải là rẻ cũng phải là trăm mấy ngàn á. Rồi cái này em có cho mấy chị 3 set cuối cùng. Cái này là còn 3 set rồi. 3 set nha mấy chị nha. À, với giá là 119 ngàn. Chờ lấy chốt liền em mã 119 giùm em nè. 119 ngàn phơm cho mấy chị 55kg đổ lại mình ok giùm em. Cảm ơn không? Gắm hồng 19 ngàn với Ngọc Nguyên 910. Quán tròn đủ đơn trên 100 ngàn thì thứ 5 nên đi đơn luôn mấy chị nhá. Rồi cái này là 119 ngàn nè. Chờ lấy chốt em mã 119 hàng mắt bôn luôn nha mấy chị yêu. Hàng mắt bôn nè. Đó mấy chị thấy không? Mắt bôn cho Hải nha mấy chị yêu nha. Rồi chờ lấy chốt thì em 119 giùm em luôn. Xếp bò nha mấy chị yêu nha. 119 ngàn. Chờ lấy chốt em mã bò 119 giùm em. Ghim em mã bò dùm em 119 ngàn. Rồi, ghi liềm em 99 ngàn dùm em nè. Cho em mã lụa 99 ngàn được 2 bộ nè. Lụa dùm em ha, 99 ngàn hãy được 2 bộ duy nhất. Cho mấy chị yêu nha. 2 bộ dùm em 99 ngàn. Chào lấy cho em mã 99 dùm em nè. Đẹp chưa? Lụa nha mấy chị yêu nha. 99 ngàn dùm chạy. Bò 119 cho Thảo Phạm. Rồi cái này ghi liềm em nè, 99 ngàn dùm em. Cho em mã lụa 99 dùm em. Kim em mã lụa 99 nha, hãy có 2 bộ lụa tim nè. Lụa tim dùm cho anh. Còn Chanel gắm kem nè, chúc em mã kem. Kim em mã kem dùm cho Hải nha. Chúc em mã kem dùm cho anh. Chúc em mã kem dùm cho anh. Kim em mã kem nè, chúng ta 79 ngàn. Cái này bán 79 ngàn, nó mặc mấy chị luôn á. Nhiều lúc tính ra còn bằng đủ tiền xe gửi về luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Hàng này mấy chị đi mua ở ngoài mấy bạn biết nha mấy chị yêu nha. Nó có rất là nhiều loại hàng. Nhưng mà cái hàng gắm như thế này nè mấy chị nó rất là cao luôn. Mấy chị thấy vì sao người ta ít khi bán gắm. Người ta có thể bán hàng lụa thiết kế nhưng mà ít khi bán gắm lắm mấy chị.
nha mấy chị yêu nha. Tại vì cái hàng gấm nó cao hơn cái hàng lụa bình thường ấy nha mấy chị yêu nha. Và cái hàng này nè chỉ có nhập hàng ở bên kia về thôi mấy chị, chứ nó không có hàng vải của mình lên đâu mấy chị nha. Hàng vải của mình là hàng vải trơn thôi chứ không có hàng được như gấm như thế này nha mấy chị yêu nha. Nên thành ra em bán mấy chị 79.000 là không em 79.000 cho hàng tròn, em bán siêu rẻ luôn ấy. Rồi cái này dây này 79.000. Áo quần dây này em bán cho mấy chị 69.000 nè. Chờ lấy chốt em mã dây 69.000. Dây dùng cho Hải nha, 69.000. Chờ lấy dây 69 này, chốt dây 69 dùm em. Dây này là hàng size của nó là size cho mấy chị 60kg trở lại đang ok cho Hải nha. Dây dùm em 69.000, dây này có 4 set thôi. Thiệt lắm. Đây này lụa hàng nè mấy chị nè. Đây, cái hàng của nó siêu đẹp luôn á, đẹp lắm. Kim em mã dây 69.000 dùm em ha. Được cho mấy chị 3 set ha. Cái này dây này em like. Dây 69.000 cho mỗi thiện tâm. Cho cái em mã dây dùm em 69.000 cho. Cho em mã dây 69.000. Rồi cái này là gấm luôn rồi mấy chị nè. Mickey dùm em ha. Chờ lấy cho em mã Mickey dùm em. Kim em mã Mickey dùm em ha. 69.000 dùm em. 79.000 dùm em. Mickey 79 dùm em. Hãy có cho mấy chị được mấy set Mickey nè. Nha mấy chị yêu nha. Chú mẹ mã Mickey dùm em. Với giá là 79.000 Mickey nha. Chú mẹ mã Mickey 79.000 dùm em. Mickey 79 cho mấy chị yêu nha. Chú mẹ mã Mickey 79. Hãy có cho mấy chị được mấy nè. Đẹp chưa? Nhắc nát luôn mấy. Mickey dùm em. Chú mẹ mã Mickey. Đây dùm em. Chị 79.000 cho chị Nga Huỳnh. Dây nè, 69.000 cho Thiên Thanh. Và xe cho mấy chị một cái bộ caro, caro này đi. 89.000. Chờ lấy chú mấy mã caro 89 giùm em. Cái này là bo dưới này. Bo dưới cho mấy chị yêu nha, bo chân dưới này. Và cái này ghi liền em mã set giùm em 89.000 giùm em ha. Chờ lấy chú mấy mã set 89. Set này bán tặng đó mấy chị ơi. Con này là siêu đẹp luôn nha. Bo dưới này mấy chị nè. Cái này về tách riêng ra mặt cũng ok nha. Mấy chị mặc nguyên set cả cũng đẹp luôn nè. Bo dưới nè mấy chị nè. Kim em mà set caro dùm em ha. 89.000 hay có 3 set thôi. Kim em mà set caro dùm em. Kim em mà set caro nha mấy chị nha. Set caro dùm chạy 89.000 dùm em. Kim em mà caro 89. Không có biết. Caro 89.000 dùm em. Chờ lấy chú em mà caro 89. Hay được mấy set rồi mấy chị. Cái caro này chắc đẹp lắm. Kim em mã caro dùm em 89.000. Đây sách bét. Đây sách bét là gì chị ơi? Cục ở dưới này chị. Rồi em ơi tóc qua mấy chị ơi. Đẹp luôn mấy cái bộ lụa nó đẹp. Ôi là đẹp luôn mà bán nó chậm gì đâu. Bộ này như là bao nhiêu là 109 này. 109.000 nè mấy chị, được còn 3 set thôi. Hãy còn 3 set nha, 109 tay ngắn nè. Tay ngắn nha mấy chị nha, 109 giùm em nè. Chờ lấy chốt tìm em luôn. Giống đỏ đi o còn không mấy chị? Còn á chị, còn đó, chị. Đi à. Còn nha. Rồi cái này chị nào lấy chốt em mã 109 giùm em nè. 109 này em có 3 set thôi mấy chị. Ghi em mã 109 cho hãy nha. 109 giùm em. 3 set thôi mấy chị nè. Cho em mã 109. 109 cho Nguyễn Kim Cúc. 3 set thôi chị đòi lấy chốt dùm em. 109.000. Chờ lấy gắm chốt gắm dùm em. Ok Johnny nha. Rồi chờ lấy chốt dùm em 109 dùm em. Rồi với Phạm Dung. Rồi đây là đùi nè mấy chị nè, đùi 79 nè. Chú mẹ mã đùi 79 dùm em. Đùi dùng cho Hải nha, 79 nè. Chị đây một lấy chính cho Môn Môn. Đùi cho Hải nè mấy chị, 79 nè. Chà, có bộ à. Bộ đùi dùm em.
khách mới mã kèm số điện thoại mấy chị ơi. Khách mới mã kèm số điện thoại cho Hải với. Rồi cái này đùi 79 này có bộ duy nhất không? Đùi 79 giùm em. Cho em mã đùi 79. Đùi 79.000 luôn giúp em ạ. Đùi 79. Đùi 79.000 cho Nga Huỳnh. Rồi xanh Chanel giùm em. Xanh Chanel này có bộ này, cho em mã xanh Chanel giùm em, có bộ duy nhất không? Xanh Chanel ha. Anh kia còn bộ 109. Một lần chính chứ gì như ý, như ý rồi. Khách mới chọn nữa thì cọc với em 200 ngàn vào tài khoản rồi chọn thêm gì không thì để thứ năm mình gọi chút đơn chưa. Các chị, có bộ xanh Chanel này. Bộ này chắc đẹp quá, trời đẹp đúng với cái hàng xanh Chanel. Kim em mã xanh Chanel. Xanh 79 ngàn cho ngao hình. Rồi cái này ghi liền em mã số 5. Mã số 5 có bộ thôi nha. Kim em mã số 5 giùm em nè. Cho em mã số 5 hãy có bộ thôi. Chào lấy chốt em mã 5 giùm em nè. Mã 5 nha, mã 5 này có một bộ thôi nha. Chào lấy 5, chốt 5 giùm em nè. Chim em mã số 5. Rồi mã số 6 giùm em nè. Mã số 6 này có cho mấy chị 3 bộ. Chim em mã số 6 giùm em. Chốt em mã số 6 này hãy được 3 bộ duy nhất bộ này. Đẹp lắm luôn ấy trời. Đổ với chính ngay cho Ngao hình. Rồi cái này ghi liền em mã số 6 giùm em. Cho em mã số 6 nha mấy chị nha. Cái này là đen trơn nè. Đen trơn nhưng mà dài, dài tay nè. Thẻ máy mấy chị 99 ngàn nè. Ghi liền em ha. Lụa quần dài tay ngắn còn không mấy ơi. Dạ còn á chị. Nhưng mà chưa có bóc lên cho mấy chị á. Này cũng là mấy mẫu rồi mà. Cho nên cái gì cái quần em này. Gấu nó là như là về tay đó nè. Gấu này là ngắn tay hay gì. Bóc như vậy ra ra tay. Cũng như vậy. Bóc ra tay. Bóc cái trần này đây. Chín mươi chín ngàn giờ lấy chốt em mã 99 có bộ. Mã 99 này có bộ nha. Chờ lấy 99 gì nha. 679.000 cho chị Yến Nhi 558. Đây nè mấy chị nè. Rồi cái này bán tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Chờ lấy chốt em mã số 5 99 ngàn rồi nè. Ghi em mã số 5 nha, 99 ngàn. Mã 5 dùm cho Hải 99 ngàn. Tự nhiên nó bụng vô luôn á. Ghi em mã số 5 99 ngàn dùm cho Hải này. Có bộ này. Mấy chị ơi, chị nào chưa đủ đơn thì ngày mai mấy chị vô chọn thêm dùm em ha. Ca sáng với lại ca tối, ca trưa nha mấy chị nha. Ca sáng và ca trưa dùm em ha. Tối em nghỉ nên mấy chị cố gắng chọn bia trên 100 ngàn dùm thêm nha. Ngày mai nha mấy chị nha. Ngày mai em sẽ like cho mấy chị thêm hàng tao bao luôn ha. Với lại buổi sáng em sẽ sale bớt cái hàng trong kho mấy chị. Rất là nhiều hàng luôn, set này kia hàng bán 119 ngàn em sale bớt cho mấy chị luôn ha. Tại vì hôm nay kho đầy quá rồi mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em nè. Chốt em mã set giùm em ha, set này là 99 ngàn giùm em. Giùm em mã set 99 ngàn, dày tay nha mấy chị yêu. Áo ngắn tay, quần dài giùm em. Dior giùm em. Chị lấy thì chốt giùm em. Rồi em đang cho mấy chị mấy cái bộ này nó coi em bắt like nha. Này là Chanel nè mấy chị. Gắm Chanel nè. Cái này là LV tay ngắn hết nha. 79 ngàn hết ha. Chào lấy thì chốt liền em mã LV nè mấy chị. LV tay ngắn giùm em nè. 79 ngàn nè. LV này chắc đẹp đúng đẹp luôn mà phông to nè mấy chị. Phông to nha. LV giùm em nè. Chào lấy chốt em mã LV giùm chạy 79 ngàn nè. Nè mấy chị. Xinh chưa? Màu nâu tay này rất là xinh luôn. Nè, sạch nữa mấy chị. Đẹp chưa? Rồi cái này chị lấy chốt em mã LV giùm em. 79 ngàn nha mấy chị nha. Mã tắt like LV 79 ngàn giúp em đi ạ. Ủa cái thứ 8 này cũng còn xét nè. Thứ 8 99 ngàn. Rồi xét nè. LV này còn xét xét em. LV cho Thiên Thiên, Thi Thiên Thanh. Mấy chị, cái set này set eo còn set nè. Set eo nha, 99 ngàn nè, chờ lấy thì chốt đi mẹ. Cái này set quần á mấy chị, đẹp lắm.
Nguyên set dài nha, 99.000 size L. Còn set à, chờ lấy cho chú. Còn set nha mấy chị. Chờ lấy cho chú giùm nè. 99.000 size L trời. Để có cho mấy chị được set. Chờ lấy chú mi. Set 99.000 với em đi ạ. Kim em mà set 99.000. Không có gì thấy cho ra hình hả? Set có màu như hải đăng không? Là sao ta? Chị Thị Dương ơi, chị có một cái đơn hoàng luôn mà. Chị có một cái đơn hoàng nhãi á, nên lại không chốt hàng cho chị nữa. Chứ không phải là sao hết á, chứ không phải là không thấy hay là không muốn bán mấy chị nha. Mấy chị mua hàng nhãi, mấy chị để đơn hoàng á mà không có lý do gì hết, hoặc là ví dụ như mấy chị chưa kịp nhận đơn hoàng vì mấy nhiều lúc khách sẽ nhắn tin trà hay ơi gửi lại cho chị này kia, trong khi đó mấy chị không nhắn tin gì hết, đơn hoàng về nhà em phải chịu tiền ship này kia hết mấy chị, nhưng mấy chịu nha. Ai biết được mấy chị mua lần nữa mấy chị có bôn hàng của Hải đâu hay không ha. Đó là nhà Hải không chốt nữa nha mấy chị yêu nha. Cũng như mấy chị mua hàng gỗ nghe máy nha mấy chị yêu nha. Có một đơn hoàng á chị. Có một đơn hoàng nha, nhà em lưu vào bôn hàng tại vì hàng chuyển hoàng về nhà em mới có nha. Nha mấy chị yêu nha. Hàng đơn hàng nó về hoàng về á nhà em mới lưu hệ thống được nha mấy chị yêu nha. Có một đơn hoàng á nha mấy chị yêu nha. Rồi bye bye mấy chị nha, hẹn gặp mấy chị ngày mai ha.